Xin chào quý thính giả đang nghe Hay TV 198. Hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể, tác giả Di Thần. Kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều chuyện của kênh nữa nhé. Xin các huynh đệ tỷ muội một đăng ký nhé. Nếu ai ủng hộ kênh để kênh phát triển tốt hơn thì có quy giờ, Momo, số tài khoản đó nhé. Xin cảm ơn. Chương 3096, Tử Thư Tàn Trang, đã từng che giấu. Hai người lại lần nữa về tới bên trong thế giới nhỏ kia. Quân Tiêu Dao nhìn thoáng qua Dạ Đồng, suy nghĩ một chút, nói. Dạ Đồng, mặc dù nơi này chỉ có ngươi ta, nhưng ngươi có phải hay không nên? Dạ Đồng nhìn thoáng qua chính mình. Trên người có màu đen phù văn hào quang phun trào. Ngưng tụ thành từng mảnh hắc giáp, bao trùm trắng men da thịt. Này chẳng những không có giảm xuống Dạ Đồng mị lực, ngược lại càng thêm đột hiển dáng người. Lại có một loại tư thế hiên ngang cảm giác. Phảng phất là một tôn hắc ám mị hoặc nữ võ thần. Quân Tiêu Dao nhìn xem Dạ Đồng nói. Dạ Đồng, ta cũng không biết quá khứ của ngươi cùng với ngươi trải qua. Nhưng ta nghĩ muốn hiểu rõ một ít chuyện, nếu như ngươi nguyện ý, có thể nói ra. Đối mặt Dạ Đồng này loại đẳng cấp cường giả, không cần thiết cong cong lượn quanh. Nhìn Quân Tiêu Dao liếc mắt. Phảng phất là bởi vì, đã từng Dạ Đồng, đối với Quân Tiêu Dao, cực độ tin cậy cùng tín nhiệm, hoàn toàn không đề phòng. Cho nên hiện tại Dạ Đồng, đối Quân Tiêu Dao, cũng rất khó bay lên loại kia phòng bị lòng cảnh giác lý. Ngay tại Dạ Đồng muốn nói điều gì lúc, Quân Tiêu Dao bỗng nhiên nói, ta cảm thấy, vẫn là vừa ăn vừa nói. Nghe được Quân Tiêu Dao, Dạ Đồng vẻ mặt không hiểu. Nàng này loại đẳng cấp cường giả, sẽ có đói khát sao? Đương nhiên sẽ không. Quân Tiêu Dao khẳng định cũng biết. Nhưng hắn y nguyên làm như vậy. Dạ Đồng cái kia nguyên bản băng lãnh vắng vẻ, không tình cảm chút nào mắt đen. Lờ mờ có điểm không hiểu cảm xúc tại hiển hiện. Sau đó, Quân Tiêu Dao giống như thường ngày. Câu một chút cá đi lên. Sau đó nướng, đưa cho Dạ Đồng. Sợ là Dạ Đồng đều khó có thể tưởng tượng, chính mình vậy mà lại có này loại trải nghiệm. Nhưng cuối cùng, Dạ Đồng vẫn là dùng ngón tay ngọc xé rách mảnh nhỏ thịt cá, nhét vào trong môi. Phân hồn trong trí nhớ cảm giác quen thuộc. Quân Tiêu Dao nhìn đến đây, mỉm cười. Dạ Đồng này loại đẳng cấp cường giả, không tốt trưởng khống. Chỉ dựa vào vũ lực áp chế, cũng không hoàn mỹ. Giống như vậy hướng dẫn, là thích hợp nhất phương pháp. Sau đó, Dạ Đồng cũng là đem một ít chuyện, đơn giản nói cho Quân Tiêu Dao. Dạ Đồng không nói nhiều, mỗi lần liền nói như vậy một đôi lời. Cũng may Quân Tiêu Dao não bổ năng lực không tệ. Cũng hiểu một chút chuyện đã xảy ra. Lúc trước, Bạch Vương phản loạn, đem Hoàng Tuyền Đại Đế có được tử thư tin tức, nói cho Cửu U Thần Điện. Sau đó, Hoàng Tuyền Đại Đế chính là nghênh đón sát kiếp. Cho dù Hoàng Tuyền Đại Đế thân là Cửu Tuyền Chi Chủ, thực lực bất phàm. Nhưng Cửu U Thần Điện, thân là Thiên Đình Chín Đại Thần Điện một trong, nội tình cũng là khó có thể tưởng tượng. Cửu Tuyền tuy mạnh, nhưng cũng không thể cùng Thiên Đình Thần Điện so sánh. Tăng thêm còn có Bạch Vương chờ mấy vương phản loạn, cho nên kết quả, tự nhiên có thể nghĩ. Mà Dạ Đồng, vì báo thù, muốn đi đem Bạch Vương mấy vị phản đồ chém giết, đã rơi vào bẫy dập. Bất quá Dạ Đồng, tu luyện có Hoàng Tuyền Đại Đế truyền thụ cho nàng Hoàng Tuyền điểm bí quyết. Có thể đem bộ phận phân hồn cùng đạo quả tách rời, kéo lại một cái mạng. Trận đại chiến kia, khó có thể tưởng tượng. Cuối cùng, Dạ Đồng chân thân thụ thương thương. Tăng thêm vì tránh né Cửu U Thần Điện truy sát. Nàng vừa vặn có khả năng thuận thế giả chết. Chân thân ngủ say tại bất tử vật chất dòng sông này bên trong, chậm rãi khôi phục. Bất tử vật chất, ban đầu liền có được một loại nào đó bất tử thuộc tính, có thể làm cho Dạ Đồng chân thân chậm rãi khôi phục. Mà hắn phân hồn đạo quả, tựa hồ tại tách rời bên trong, xuất hiện một loại nào đó ngoài ý muốn biến cố. Cho nên mới dẫn đến không có trí nhớ. Sau khi nghe xong, Quân Tiêu Dao mắt lộ ra suy tư. Dạ Đồng mặc dù nói ra một bộ phận tình huống, nhưng còn có rất nhiều chuyện là Quân Tiêu Dao để ý, tỉ như vì cái gì Dạ Đồng có thể miễn dịch, thậm chí có thể lợi dụng bất tử vật chất khôi phục. Hắn tại Dạ Đồng trên thân cũng không có phát giác được ảm giới sinh linh khí tức. Còn có Dạ Đồng lai lịch thập phần thần bí, liền trưởng khống mạng lưới tình báo Tử Uyển đều không rõ ràng. Mặt khác, còn có Dạ Đồng nói tới cùng nàng sinh ra quan hệ sẽ bất hạnh. Đến tột cùng là có ý gì, có thể nói, Dạ Đồng người này, như cùng nàng thâm thúy mắt đen, cho người ta một loại cảm giác thần bí. Đây là một điều bí ẩn nữ tử. Quân Tiêu Dao rất muốn hỏi thăm, nhưng so sánh dưới, còn có một cái khác chuyện trọng yếu hơn. Dạ Đồng, tử thư có thể ở trên thân thể ngươi. Quân Tiêu Dao dò hỏi. Dạ Đồng nhìn Quân Tiêu Dao liếc mắt. Cửu U Thần Điện, sở dĩ đối phó Cửu Tuyền cùng Hoàng Tuyền Đại Đế, chính là vì tử thư. Mà bây giờ, Quân Tiêu Dao cũng là vì tử thư tới. Dạ Đồng hơi im lặng. Quân Tiêu Dao chẳng qua là lẳng lặng nhìn xem, không nói lời gì. Một lát sau, Dạ Đồng ngọc tay khẽ vung,
vài trang màu đen kinh quyển xuất hiện tại hắn trong tay. Phía trên toàn khắc lấy vô số lít nha lít nhít tối ký tự màu vàng. Mỗi một chữ phù đều phảng phất bày tỏ chết một trong nói, ẩn chứa sinh tử huyền diệu chí lý. Vẻn vẹn chẳng qua là một chữ phù, đều đủ để cho người ta quáng mắt. Bình thường tu sĩ thậm chí liền nhìn xong một tờ đều là không thể nào. Chớ nói chi là lĩnh ngộ hiểu thấu đáo cái gì. Đây chính là tử thư, nhưng cũng không hoàn chỉnh, chính là tử thư tàn trang. Ngươi cần. Dạ Đồng hỏi. Quân Tiêu Dao gật đầu, nghiêm mặt nói, ta cần. Dạ Đồng tiếp theo nói, ngươi như đạt được tử thư, cùng ta cùng Cửu Tuyền dính líu quan hệ, Cửu U Thần Điện sẽ không bỏ qua ngươi, chính là ngươi cả đời phiền toái. Quân Tiêu Dao nghe vậy, cười nhạt một tiếng nói. So với Cửu U Thần Điện uy hết, ta càng hy vọng ngươi có thể đợi ở bên cạnh ta. Một câu, nhưng Dạ Đồng lãnh tịch tâm, đột nhiên run lên. Hắc Diệu Thạch con ngươi, nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao liếc mắt. Quân Tiêu Dao đã huấn luyện được, mở miệng liền trêu chọc muội bản năng. Đây cơ hồ là một loại theo bản năng phản ứng. Nhưng có đôi khi, cũng rất có tác dụng. Không chỉ là Cửu U Thần Điện, còn có, Dạ Đồng dường như nghĩ đến cái gì. Đen kịt thâm thúy trong ánh mắt, lóe lên một luồng thật sâu kiêng kỵ. Dùng tu vi của nàng, đều lộ ra như vậy thần sắc. Có thể nghĩ, cái kia đến tột cùng là nhân vật gì? Quân Tiêu Dao khẽ nhíu mày. Dạ Đồng không sợ bất tử vật chất, còn có cùng nàng dính líu quan hệ sẽ bất hạnh. Có lẽ đều cùng lai lịch của nàng có quan hệ. Nàng đến cùng là đến từ chỗ nào? Quân Tiêu Dao nói, ta biết, có lẽ ngươi bây giờ, còn vô pháp đối ta hoàn toàn tín nhiệm. Nhưng không có quan hệ, ta có thể đợi chờ ngươi nguyện ý, nắm chuyện xưa của ngươi nói cho ta biết. Quân Tiêu Dao lời nói nhàn nhạt, trên mặt mang theo một vệt ôn nhuận ý cười. Dạ Đồng xem hơi hơi có một tia thất thần. Nàng chưa bao giờ nhận thức qua này loại cùng người chung đụng cảm. Giác. Trước đó, cho dù là Hoàng Tuyền Đại Đế để cho nàng gia nhập Cửu Tuyền, cũng chỉ là nhìn chúng thực lực của nàng cùng tiềm lực, coi nàng là thành có khả năng vun trồng thủ hạ, có thể thành tài mà thôi. Mà cũng không như Quân Tiêu Dao như vậy, thẳng thắn mà đối đãi. Lại thêm trước đó, nàng phân hồn Dạ Đồng, cùng Quân Tiêu Dao ở chung được rất nhiều thời gian. Đối hắn đã có tuyệt đối tin cậy. Nàng cũng thật sự là rất khó, đối Quân Tiêu Dao bay lên lòng kháng cự. Sau đó, nàng sắp chết sách tàn quyển giao cho Quân Tiêu Dao. Cái này chết sách tàn quyển đối nàng mà nói, không có tác dụng quá lớn, bởi vì nàng đã tìm hiểu trong đó một chút huyền ảo. Quân Tiêu Dao cũng không có khách khí, trực tiếp nhận lấy. Hắn nghĩ thầm, Dạ Đồng có thể miễn dịch bất tử vật chất, có thể hay không cũng cùng tử thư bên trong một chút huyền ảo có quan hệ. Nhưng bất luận như thế nào, tử thư Quân Tiêu Dao là muốn lĩnh hội, dù cho chẳng qua là tàn quyển. Về sau chúng ta có khả năng cùng một chỗ lĩnh hội tử thư. Quân Tiêu Dao nói. Dạ Đồng không có ứng tiếng, xem như chấp nhận, Quân Tiêu Dao cũng đã quen nàng lạnh lùng ít lời tính cách. Mà đúng lúc này, Quân Tiêu Dao thu vào tự uyển truyền đưa tới tin tức U Huyền Các, cuối cùng có động tác. Chương 3097, U Huyền Các động tác, tìm kiếm còn lại mấy vương, Xích Huyền Liệt. Tại Cửu Tuyền về sau U Huyền Các chính là tân tấn quật khởi thế lực. Trước đó Tự Uyển cũng đã nói, Cửu U Thần Điện, vì kéo dài chèn ép cùng với giám thị Cửu Tuyền, thế là nâng đỡ U Huyền Các này một tổ chức sát thủ. Mà U Huyền Các cho tới nay, cũng xác thực cùng Cửu Tuyền có rất nhiều mâu thuẫn ma sát. Tại Ma Huyết Thành, Quân Tiêu Dao cùng Tự Uyển giết U Huyền Các hộ pháp sự tình, rõ ràng không có khả năng che giấu. Thậm chí, Quân Tiêu Dao là cố ý muốn cho U Huyền Các biết được tình huống, sau đó nhằm vào Cửu Tuyền. Đây là dẫn xà xuất động. Quân Tiêu Dao cũng một mực đang chờ U Huyền Các hành động. Mà bây giờ, tại tạm thời thu phục Hắc Vương Dạ Đồng sau, Quân Tiêu Dao nghĩ đến là thời điểm đi tìm Cửu Tuyền còn lại mặt khác mấy vương. Lúc trước Cửu Tuyền phản loạn, mặc dù có vài vị vương đi theo Bạch Vương phản loạn, nhưng còn lại vài vị vương cũng không có. Bất quá trở ngại Cửu U Thần Điện áp lực, bọn hắn cũng là riêng phần mình chiến thắng. Cửu Tuyền bởi vậy biến thành một cái cực kỳ lòng lèo tổ chức. Cho dù còn có uy danh, nhưng rõ ràng vô pháp cùng đỉnh phong thời kỳ so sánh. Mà bây giờ, vì đối phó U Huyền Các, cũng nhất định phải đem còn lại mấy vương thu phục, thống hợp lại cùng nhau. Quân Tiêu Dao cùng Dạ Đồng, rời đi chỗ này tiểu thế giới. Sau đó bọn hắn đi tới Tự Uyển chỗ thần chu bên trong. Dạ Đế đại nhân, Tự Uyển tiến lên hành lễ, sau đó đột nhiên thấy Quân Tiêu Dao bên người nữ tử. Trên thân mặc dù lũng lấy áo bào đen, nhưng lại lờ mờ lộ ra bao trùm lấy thiếp thân hắc giáp thân thể mềm mại. Thấy này thân ảnh quen thuộc, Tự Uyển sắc mặt hơi ngưng lại, mang theo một chút không thể tin. Hắc Vương, ngươi không chết. Tự Uyển trăm triệu nghĩ không ra, Hắc Vương vậy mà thật không chết. Hơn nữa còn thật bị Quân Tiêu Dao tìm trở về. Dạ Đồng chẳng qua là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, không nói gì. Nàng trời sinh tính đạm mạc, kiệm lời ít nói, cùng Cửu Vương bên trong ai cũng không quen.
Chỉ có Tử Uyển, có lẽ là cùng là cửu vương bên trong nữ tính, cho nên cũng là miễn cưỡng có thể cùng Dạ Đồng nói một hai câu. Tử Uyển rất là thức thời, không có lắm miệng hỏi thăm cái gì. Nàng hướng quân Tiêu Dao báo cáo một thoáng U Huyền Các tình huống. Dạ đế đại nhân, U Huyền Các xuất động nhiều vị hộ pháp, tập kích dưới trướng của ta mấy phương sản nghiệp cứ điểm. Này hẳn là chẳng qua là bắt đầu, đằng sau khả năng còn có càng sâu một bước thế công. Quân Tiêu Dao nói, ta hiểu rõ, hiện tại cần thống hợp cửu tuyển lực lượng, đem còn lại mấy vương tìm trở về. Ngươi hẳn là biết được chỗ ở của bọn hắn đi. Tử Uyển khẽ vuốt cằm, biết được. Như trước khi nói, quân Tiêu Dao mặc dù thực lực cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Nhưng Tử Uyển cảm thấy, quân Tiêu Dao mong muốn thu phục còn lại mấy vương, sợ là cũng không có đơn giản như vậy. Thế nhưng hiện tại, Hắc Vương đã trở về. Hơn nữa nhìn đi lên, tựa hồ đã thần phục với quân Tiêu Dao. Cứ như vậy, chuyện kia liền đơn giản rất nhiều. Dù sao tại cửu vương bên trong, Hắc Vương cùng Bạch Vương, thực lực là mạnh nhất. Còn lại mấy vương, đối Hắc Vương, cũng là rất có vài phần kiêng kỵ. Mặc dù không biết được hiện tại Hắc Vương, so với đã từng, tu vi như thế nào. Nhưng tóm lại là có trấn nhiếp lực. Tử Uyển thật rất tốt ngạc nhiên, quân Tiêu Dao là như thế nào đem Hắc Vương này tôn mặt lạnh nữ sát thần thu phục. Nhưng nàng cũng hết sức tự giác, sẽ không hỏi nhiều cái gì. Sau đó, Tử Uyển chính là mang theo quân Tiêu Dao cùng Dạ Đồng, đi tìm còn lại mấy vương. Lúc trước cửu vương bên trong, đi theo Bạch Vương phản loạn có hai vị, sau đó tại cửu tuyển náo động bên trong, lại vẫn lạc một vị. Hiện tại, trừ ra Tử Vương bên ngoài, còn có mặt khác ba vị vương. Phân biệt là Xích Vương, Lam Vương, Thanh Vương. Tử Uyển trước mang theo quân Tiêu Dao cùng Dạ Đồng, đi tìm Xích Vương. Xích Vương cứ điểm, ở vào một chỗ dung nham cổ tinh hạch tâm chỗ sâu. Căn cứ Tử Uyển nói, Xích Vương tính tình tối vi ngay thẳng, dữ dằn. Hắn là cửu tuyển bên trong, chấp trưởng sát thủ thích khách huấn luyện chi sư, vì cửu tuyển luyện binh tổng soái. Đương nhiên, thủ đoạn của hắn cũng hết sức tàn khốc, coi như là theo bách luyện giới loại kia tàn khốc chỗ trổ hết tài năng nhân tài. Tại Xích Vương trong tay, đều sẽ đào thải rất lớn một bộ phận, sẽ chỉ lưu lại tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, xem ra này Xích Vương liền cùng cái gọi là 80 vạn cấm quân tổng giáo đầu không sai biệt lắm. Là cửu tuyển bên trong, trưởng quản huấn binh, luyện binh vương. Hắn bản thân thực lực, tự nhiên cũng là cực kỳ khủng bố, không phải không có khả năng đạt được hoàng tuyển đại đế tín nhiệm, đảm đương chức vị này. Nếu là có thể thu phục cái này người, tương lai không chỉ có thể cho cửu tuyển luyện binh, thậm chí có khả năng cho tương lai quân đế đình luyện binh. Qua sau một thời gian ngắn, quân Tiêu Dao đám người đi tới chỗ này dung nham cổ tinh. Hành tinh cổ này, cũng không có cái gì sinh linh tồn tại, phóng nhãn nhìn lại, đều là sôi trào dung nham. Quân Tiêu Dao đám người, trực tiếp là phá vỡ dung nham, đi sâu trong đó. Tại cổ tinh bên trong hạch tâm chỗ sâu, nơi này là một mảnh cực độ nóng bỏng không gian. Mà tại bên trong vùng không gian này, có một vị trung niên nam tử khôi ngô, đang xếp bằng ở vô tận dung nham chỗ sâu. Đầu đầy tóc đỏ, đốt ngọn lửa bùng cháy. Trần trụi nửa người trên. Cơ bắp từng cục, có từng đạo xích hồng ma văn bao trùm tại mặt ngoài. Tại hắn ngồi xếp bằng trước người, trưng bày một thanh màu đỏ đại đao, thần đao lưu chuyển lên dung nham nóng rực diễm mang. Cái này người, chính là Xích Vương, Xích Huyền Liệt. Một đoạn thời khắc, giống như có cảm giác. Xích Huyền Liệt bỗng nhiên nhìn về phía trước hư không nói. Tử Vương, trận gió nào đem ngươi thổi tới rồi? Quân Tiêu Dao ba người thân ảnh hiển hiện. Xích Huyền Liệt tầm mắt, trước tiên rơi vào Dạ Đồng trên thân. Cái kia như là hai vầng mặt trời chói chang đồng tử, cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Hắc Vương, ngươi còn sống. Rõ ràng, Xích Huyền Liệt cũng là không nghĩ tới, sẽ lại lần nữa nhìn thấy Hắc Vương. Tử Uyển nói, Xích Huyền Liệt, ta tới đây, cũng không cùng ngươi nói nhảm nhiều, trực tiếp nói cho ngươi. Cửu Tuyền đem lại lần nữa chỉnh hợp nhất thống, Dạ Đế đại nhân sắp thành vì Cửu Tuyền chi chủ. Xích Huyền Liệt nghe vậy, lúc này mới đem tầm mắt, nhìn về phía chiếm giữ Tử Uyển cùng Dạ Đồng trung ương quân Tiêu Dao. Đế cảnh hậu kỳ. Quân Tiêu Dao tràn ra cảnh giới khí tức, đích thật là đế cảnh hậu kỳ. Xích Huyền Liệt cái kia như liệt diễm lông mày, hơi nhíu, sau đó nói. Tử Uyển, ta nhìn ngươi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, tùy tiện tìm đến một vị đế cảnh, liền muốn phụng kỳ vi cửu tuyển chi chủ sao. Xích Huyền Liệt hừ lạnh một tiếng. Ở đây đợi tổ chức sát thủ bên trong, cường giả vi tôn, là lại cực kỳ đơn giản đạo lý. Lúc trước hắn, sở dĩ gia nhập cửu tuyển, cũng là bị hoàng tuyển đại đế cho thu phục. Chỉ có đủ mạnh, mới có thể có thân phận cùng quyền nói chuyện. Quân Tiêu Dao dưới mặt nạ vẻ mặt nhàn nhạt. Nhưng mà, còn không đợi hắn nói cái gì. Một bên Dạ Đồng, lại là nắm u lãnh tầm mắt, nhìn về phía Xích Huyền Liệt. Sau đó, đột nhiên ở giữa, toàn bộ sôi trào dung nham không gian, tựa như đều đọng lại.
Xích Huyền Liệt cảm thấy một cỗ cực hạn sát ý, phảng phất có một thanh kiếm treo lên đỉnh đầu. Xích Huyền Liệt nín hơi. Thực lực của hắn mặc dù mạnh mẽ, nhưng còn xa vô pháp cùng Hắc Vương so sánh. Dù sao lúc trước, Cửu Tuyền ngoại trừ Hoàng Tuyền Đại Đế bên ngoài, liền là Hắc Vương cùng Bạch Vương thực lực tối cường. Hắc Vương, ngươi vì cái gì? Xích Huyền Liệt lời nói hơi ngưng lại. Chẳng lẽ Hắc Vương cũng bị vị này tên là Dạ Đế nam tử tóc trắng đã thu phục được? Có thể là, cái này sao có thể? Xích Huyền Liệt tiếp theo nói, Hắc Vương, dùng thực lực của ngươi, nếu ngươi trở thành Cửu Tuyền chi chủ, đó mới là chuyện đương nhiên. Đối với cái này, Dạ Đồng chẳng qua là lãnh đạm trả lời một câu, ta không hứng thú. Quân Tiêu Dao vỗ vỗ Dạ Đồng vai, ra hiệu hắn tán đi sát ý. Xích Huyền Liệt thấy cảnh này, tầm mắt lại là ngưng lại. Hắn còn chưa thấy qua, có ai chạm qua Hắc Vương thân thể. Quân Tiêu Dao là cái thứ nhất. Vị này mang theo mặt nạ nam tử tóc trắng, đến tột cùng là lai lịch thế nào, có thể làm cho Tử Vương thậm chí Hắc Vương đều cam nguyện thư phục. Chương 3098, thu phục chư vương, thống hợp Cửu Tuyền, nắm U Huyền Các diệt đi. Quân Tiêu Dao lời nói thản nhiên nói. Xích Vương, ta biết trong mắt ngươi, có lẽ một vị đế cảnh, xa vô pháp trở thành Cửu Tuyền chi chủ. Nhưng ta muốn nói, chỉ có ta, mới có năng lực, nhường Cửu Tuyền lại lần nữa khôi phục ngày xưa vinh quang. Thậm chí, chỉ có ta, mới có thể để cho Cửu Tuyền, trở thành tương lai danh chấn thương mang đệ nhất sát thủ tổ chức. Xích Huyền Liệt nhìn về phía Quân Tiêu Dao, dựa vào cái gì là ngươi? Quân Tiêu Dao dựa vào cái gì dám nói thế với? Quân Tiêu Dao trên thân u minh khí phun trào. Minh Vương thể. Xích Huyền Liệt con ngươi hơi hơi co rụt lại. Cùng lúc đó, Hoàng Tuyền Đồ khí linh, yểm, cũng là phủ hiện ra thân hình. Tóc đỏ, ngươi thật là không thức thời, chủ nhân nhà ta đều đã nói như vậy, ngươi còn không thần phục. Khí linh yểm thân là liếm cẩu, không, là liếm long, tự nhiên muốn bắt lấy bất luận cái gì có thể bắt lấy cơ hội vuốt mông ngựa. Hoàng Tuyền Đồ. Xích Huyền Liệt lại lần nữa ngoài ý muốn. Giống như Tử Uyển, nếu không phải Quân Tiêu Dao trên thân, không có đã từng Hoàng Tuyền Đại Đế khí tức. Hắn thật sự cho rằng là Hoàng Tuyền Đại Đế chuyển thế thân hiện thế. Tử Uyển thấy thế, che miệng khẽ cười nói. Xích Huyền Liệt, ta cùng Hắc Vương, đều quyết định tùy tùng Dạ Đế đại nhân, ngươi còn xoắn suýt cái gì? Vẫn là nói, ngươi có thể cự tuyệt. Tử Uyển biết Quân Tiêu Dao tính cách, nói một không hai. Hắn cũng đã nói, thần phục người, có thể sinh, người không phục, siêu sinh. Coi như Quân Tiêu Dao không đối phó được Xích Vương. Còn có Dạ Đồng tại. Xích Huyền Liệt hơi hơi yên lặng, sau đó, hắn bỗng nhiên nói. Để cho ta gia nhập cũng được, chỉ có một cái điều kiện. Quân Tiêu Dao nói. Có thể tiếp ta một chiêu, ta liền phụng ngươi vì Cửu Tuyền chi chủ. Như không tiếp nổi, vậy các ngươi cũng đừng phiền ta. Tử Uyển nghe vậy, lóe lên một vệt vẻ lạnh lùng nói. Xích Huyền Liệt, ngươi đang nói cái gì? Xích Huyền Liệt cảnh giới tu vi, cũng không phải cái gì bình thường đại đế hoặc là đế trung cự đầu. Mà là đế bên trong đỉnh phong, cũng được xưng là đỉnh phong đế. Mặc dù Quân Tiêu Dao trước đó, chỗ triển lộ ra tu vi, đủ để khiến nàng vị này đế trung cự đầu đều cố kỵ. Nhưng đây cũng không phải là nhảy vọt một cái đại cảnh giới, mà là hai cái đại cảnh giới. Chênh lệch này, thật sự là có chút lớn. Dạ Đồng một đôi thâm thúy con ngươi, cũng là đựng đầy lãnh ý. Mặc dù cùng là đã từng cửu vương, cũng tính là đồng sự. Nhưng nàng đối với còn lại vương, có thể là không có chút nào tình nghĩa. Trên thực tế, nàng bản thân cũng không có quá nhiều cái gọi là tình cảm. Chỉ có Quân Tiêu Dao, để cho nàng sinh ra qua tín nhiệm cảm giác, cấp cho nàng cảm giác ấm áp. Cho nên vì Quân Tiêu Dao giết một cái Xích Huyền Liệt, đối Dạ Đồng tới nói, thật không tính là gì sự tình. Phát giác được Dạ Đồng sát ý, Xích Huyền Liệt vẻ mặt cũng là ngưng lại. Như Dạ Đồng ra tay, hắn tuyệt đối không thể có thể ngăn cản. Thế nhưng, nhường Tử Uyển Dạ Đồng điều ngoài ý muốn chính là Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, có khả năng. Xích Huyền Liệt cũng là kinh ngạc. Ngươi chẳng lẽ không biết được, đế cảnh cùng đỉnh phong đế chi ở giữa chênh lệch. Quân Tiêu Dao nói, thì tính sao, không cần nói nhảm nhất định nhiều lời. Được. Xích Huyền Liệt nhìn Quân Tiêu Dao liếc mắt. Quân Tiêu Dao biểu hiện, ngược lại để hắn coi trọng liếc mắt. Sau đó, hắn ra tay rồi. Đứng dậy, nắm chặt chuôi này màu đỏ đại đao. Một đao vung chém mà ra. Toàn bộ dung nham thế giới, đều chẳng khác nào sôi trào lên. Một đao bổ ra không gian, nương theo lấy nóng bỏng nhiệt độ, nhường hư không phá toái sụp đổ. Xích Huyền Liệt cũng không có như vậy không biết xấu hổ, thi triển hết toàn lực. Hắn chẳng qua là vung trụ cột nhất một đao. Nhưng phải biết, cho dù là cơ sở nhất một đao, đó cũng là đỉnh phong cấp đại đế chỗ vung ra một đao. Có thể nói, đối với bình thường đế cảnh, đó là tuyệt sát. Cảnh giới chênh lệch là khoảng cách cực lớn. Dù cho lại yêu nghiệt, nhảy vọt mấy cái tiểu cảnh giới, một cái đại cảnh giới, cũng không tệ rồi. Mà đây chính là dòng dã hai cái đại cảnh giới, Quân Tiêu Dao đứng ở tại chỗ,
không có chút rung động nào. Một bên, Dạ Đồng tay ngọc hơi hơi một nắm. Quân Tiêu Dao như có bất kỳ ngoài ý muốn, nàng sẽ trước tiên ra tay ngăn cản, sau đó lại nắm xích huyền liệt giết. Đối mặt cái kia chém vỡ không gian, kéo tới nóng rực đao mang. Quân Tiêu Dao chẳng qua là đơn giản giơ tay lên, sau đó nắm vào trong hư không một cái. Oanh, một cỗ không cách nào tưởng tượng lạnh lẽo, theo Quân Tiêu Dao trong cơ thể bắn ra. Toàn bộ sôi trào dung nham thế giới. Cơ hồ là trong phút chốc, đông kết, không chỉ có là cả vùng không gian. Cái kia độ không tuyệt đối lạnh lẽo, thậm chí lan tràn ra phía ngoài. Đem trọn viên dung nham cổ tinh, trong phút chốc hoàn toàn đông cứng. Cái kia chém về phía Quân Tiêu Dao nóng rực đao mang. Cũng là nhận cực hạn lạnh lẽo xâm nhập. Cứ như vậy trực tiếp bị đông tại phá toái giữa hư không. Sau đó két két một tiếng, vỡ nát. Thậm chí, cái kia cỗ hàn ý, còn hướng lấy xích huyền liệt lan tràn mà ra. Xích huyền liệt thấy thế, một chân dẫm một cái, dưới chân tầng băng nổ tung. Một đoàn xích mang theo hắn trong cơ thể dâng lên mà ra, chống cự cỗ hàn ý này. Ngừng. Xích huyền liệt nói. Quân Tiêu Dao thu tay lại. Hắn sử dụng, tự nhiên là minh ngục huyền băng lực lượng. Hắn tìm kiếm tứ đại hỗn độn nguyên linh, tu luyện hỗn độn tứ tuyệt thiên. Bất quá dù cho chỉ có đơn độc một đạo nguyên linh, cũng có thể phát huy ra mạnh mẽ thuộc tính hiệu quả. Xích huyền liệt cũng là rất thẳng thắn, đối Quân Tiêu Dao chắp tay nói, Xích huyền liệt, tham kiến cửu tuyển chi chủ. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu. Được rồi, chúng ta đi. Quân Tiêu Dao đám người, rời đi chỗ này cổ tinh, sau đó viên này dung nham cổ tinh, ầm ầm một tiếng phá toái. Xích huyền liệt nhìn thoáng qua sau lưng phá toái cổ tinh, lại ngược lại nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Hắn không thể không thừa nhận, vị này cửu tuyển chi chủ, tựa hồ cất giấu rất nhiều thủ đoạn. Thậm chí, hắn mơ hồ cảm giác, coi như không có Hắc Vương Tử Vương. Quân Tiêu Dao giống như cũng không kiêng kỵ hắn vị này đỉnh phong cấp đại đế. Hắn đến tột cùng còn cất giấu bài tẩy gì? Xích huyền liệt trong lòng thầm nghĩ. Mà lại hắn cùng Tử Uyển ý nghĩ một dạng. Coi như Quân Tiêu Dao cuối cùng thất bại, vậy hắn cũng không có cái gì tổn thất, cùng lắm thì tiếp tục bay một mình. Tại đây về sau, Tử Uyển cũng là mang theo Quân Tiêu Dao đi tìm Thanh Vương cùng Lam Vương. Thanh Vương, tên là Thanh Quỷ, trên mặt có màu xanh hình xăm. Hắn đạo của ám sát cực kỳ cao minh, từng ám sát qua cùng giai đế cấp. Mà Lam Vương, tên là Lam Tuyển, trưởng khống đủ loại tài nguyên, nhân mạch, bản thân thủ đoạn cũng là cao minh. Hoàng Tuyển đại đế, mặc dù là đã từng cửu tuyển chi chủ, nhưng cũng không chủ quản cửu tuyển đủ loại sự vụ. Đủ loại sự vụ, thì do vị này Lam Vương trưởng quản. Đơn giản tới nói, Lam Vương tựa như là một vị quản gia hình nhân vật. Mà hình tượng của hắn, một thân áo lam, cầm trong tay một thanh quạt xếp, nhìn qua hào hoa phong nhã, giống như là cái trong thế tục người đọc sách. Hoàn toàn sẽ không để cho người nghĩ đến. Hắn là cửu tuyển cửu vương một trong. Quân Tiêu Dao có Dạ Đồng, Xích Vương, Tử Vương ở bên người, thu phục lên Thanh Vương cùng Lam Vương, tự nhiên cũng là thuận lợi, chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mấy vị này vương đô thu phục sau, Quân Tiêu Dao đám người, chính là về tới Tử Uyển chỗ thần chu phía trên. Bên trong đại điện, Quân Tiêu Dao ngồi tại vị trí đầu não, Tử Uyển đứng tại hắn bên cạnh. Xích Huyền Liệt, Lam Tuyệt, Thanh Quỷ thì phân loại hai phía. Đến mức Dạ Đồng, nàng ngồi chồm hổm ở trong một cái góc, một tay cầm dao găm, một tay cầm một khối đầu gỗ, lại tại khắc con rối. Mấy vương cũng đã thành thói quen vị này Hắc Vương đam mê, cho nên cũng không thèm để ý. U Huyền Các đã hành động, mà ta cửu tuyền như là đã chỉnh hợp, vậy dĩ nhiên là muốn xuất thủ, đem danh tiếng khai hỏa. Như vậy bước thứ nhất, trước hết nắm U Huyền Các diệt đi. Quân Tiêu Dao lời nói mây trôi nước chảy, mang theo lơ đễnh đạm mạc, một câu liền quyết định một phương thế lực sinh tử. Chương 3099, Dương tộc chỗ trên mặt đất, cằn cỗi thế giới. Ngay tại Quân Tiêu Dao Minh Vương thân, thống hợp cửu tuyển chư vương, bắt đầu bày ra hủy diệt U Huyền Các hành động lúc, Quân Tiêu Dao Tam Thanh thân, thì một mực tại Nam Thương mang nhàn nhã du lịch, Minh Vương thân bên kia động tác, Tam Thanh thân bên này toàn cũng biết. Chờ đối phó xong U Huyền Các về sau, đem hắn chiếm đoạt, cửu tuyển thực lực sẽ lại lần nữa tăng vọt. Bất quá U Huyền Các sau lưng cửu U Thần Điện, cũng là một cái phiền toái. Thiên đình chín đại thần điện à? Quân Tiêu Dao suy tư. Đương nhiên, hắn cũng chưa quên mục tiêu của hắn. Ven đường tới, hắn cũng là một mực tại nghe ngóng có quan hệ dương tộc manh mối. Dương tộc ban đầu tổ địa, ở vào một chỗ tên là Xí Dương Giới Đại Giới. Xí Dương Giới vô cùng màu mỡ, lại ẩn chứa cực dương lực lượng. Đối với một chút dương thuộc tính người tu hành tới nói, là tuyệt đối bảo địa. Bất quá về sau, nghe nói Xí Dương Giới, bị Kim Ô cổ tộc sở chiếm cứ. Dương tộc thì cả tộc rời chuyển qua một chỗ khác tiểu giới. Dương tộc, Kim Ô cổ tộc, xem ra ở trong đó, sợ là không nhỏ chuyện ẩn ở bên trong a. Quân Tiêu Dao ánh mắt thâm thúy. Hắn ngửi được một chút quen thuộc kiểu đoạn cùng mùi vị.
Bất quá hắn cũng không phải cái gì xen vào việc của người khác người. Chỉ muốn nghe được có quan hệ Đại Nhật Kim Diễm manh mối. Sau đó không lâu, quân Tiêu Dao dừng lại tại một chỗ phồn hoa thành trì bên trong. Hướng trong đó tu sĩ, hỏi thăm có quan hệ Dương tộc cụ thể địa điểm. Tu sĩ kia vẻ mặt cổ quái nhìn quân Tiêu Dao liếc mắt. Vị công tử này, ngươi khẳng định muốn đi tìm Dương tộc. Thế nào, có vấn đề gì không? Quân Tiêu Dao hỏi ngược lại. Không có, chẳng qua là. Đã thật lâu không có có sinh linh, lại đi bái phỏng Dương tộc. Cũng không có người muốn cùng Dương tộc dính líu quan hệ. Ngươi vẫn là ta đụng phải thứ nhất, hỏi thăm Dương tộc tình huống người. Vị kia tu sĩ nói. Quân Tiêu Dao đạm nói, là bởi vì. Kim ô cổ tộc. Xem ra công tử ngươi cũng hiểu rõ, ta khuyên ngươi một câu đi, đừng tìm Dương tộc dính líu quan hệ. Càng không muốn tại Dương tộc chỗ trên mặt đất, đụng tới kim ô cổ tộc người, cái kia chính là trắng tìm phiền toái cho mình. Quân Tiêu Dao nghe nói, cười cười nói, cái kia kim ô cổ tộc, khủng bố như vậy. Tu sĩ tầm mắt lại lần nữa có một tia cổ quái. Công tử, ngươi sợ không phải Nam Thương mang người đi. Chẳng lẽ không biết kim ô cổ tộc sao mà cường thịnh à, chín đại danh sách đều là nhân trung long phượng. Chớ đừng nói chi là cái kia thứ 9 danh sách, lục cửu nha, cái kia nhưng là chân chính thiếu niên đế cấp A. Tương lai kim ô cổ tộc đã định trước kéo dài cường thịnh. Không thấy Nguyệt Hoàng thế gia, đều bị kim ô cổ tộc ép nhường tộc bên trong kiêu nữ chọn rể à, cho nên tốt nhất đừng trêu chọc bọn hắn. Thiếu niên đế cấp. Quân Tiêu Dao cười nhạt một tiếng. Hắn cũng là có một tia hứng thú. Quân Tiêu Dao, từ nơi này vị tu sĩ trong miệng, biết được Dương tộc chỗ trên mặt đất, sau đó cho hắn một chút tiên linh đan. Vị này tu sĩ nhìn xem Quân Tiêu Dao bóng lưng rời đi, khẽ lắc đầu. Ai, lại là một cái nghe con mới đẻ không sợ cọp thế hệ. Lúc trước, cũng có thế lực, không quen nhìn kim ô cổ tộc tác phong, nghĩ đi trợ giúp Dương tộc. Kết quả cuối cùng, đều hủy diệt. Một người, lại có thể thay đổi gì đâu. Đây là một chỗ vắng vẻ hoang vu tiểu giới. Hy hữu có sinh linh tung tích, phảng phất bị thời gian quên, ném ở một cái góc. Thậm chí, chỗ này tiểu giới liền tên đều không có, có thể nghĩ sao mà hoang vắng. Quân Tiêu Dao đi tới nơi này một giới. Hắn vừa vặn tiến vào, bất ngờ phát hiện. Tại đây một giới bên ngoài hư không, đúng là trải rộng rất nhiều trận văn. Này chút trận văn lẫn nhau liên tiếp, giống như là lồng giam, đem chọn chỗ giới vực phong tỏa ngăn cản. Bất quá đây đối với Quân Tiêu Dao tới nói, tự nhiên không tính là gì sự tình. Thân hình hắn lóe lên, chính là tiến vào giới này. Chỗ này tiểu giới cũng không lớn. Chân trời mây đen mịt mờ, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Đại lục có vẻ hơi hoang vu, cỏ cây thưa thớt, trụi lủi, khuyết thiếu linh khí. Đừng nói có linh dược gì bảo dược. Thậm chí liền một chút bình thường cây đều khó mà nhìn thấy. Thấy cảnh tượng như vậy, Quân Tiêu Dao lông mi hơi hơi nhăn lại, cho tới bây giờ đến Thương Mang Tinh không bắt đầu. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hoang vu cằn cỗi giới vực, linh khí khô cạn, đại đạo không hiện ra. Tại thế giới như thế này, chỉ có thể sinh hoạt một chút phàm nhân, hoặc là tu vi thấp tu sĩ. Một chút chân chính người tu hành, căn bản không có khả năng lựa chọn nơi này làm tu hành địa. Chớ nói chi là làm một phương chủng tộc di chuyển. Không đúng, này tựa hồ cũng không phải là tự nhiên hình thành hoàn cảnh, mà là dùng người làm thủ đoạn, đem linh khí cướp đoạt khiến cho nơi này linh mạch khô kiệt, trở thành vô pháp tu luyện đất nghèo. Quân Tiêu Dao đã nhận ra, mày nhíu lại càng sâu. Hắn bắt đầu thăm dò này mảnh giới vực, đi tới chỗ sâu trên một vùng đại lục, hoang sơn dã lĩnh kéo dài, lưng núi nguy nga, không có một ngọn cỏ. Thổ địa màu đỏ sậm, không khí hoang vu, vô sinh cơ, theo Quân Tiêu Dao đi sâu. Cuối cùng, hắn đã nhận ra một chút sinh mệnh khí tức. Tại kéo dài hoang sơn dã lĩnh bên trong, xen vào nhau lấy một chút cổ xưa thành trì thôn xóm, tô điểm ở trong đó. Có một ít sinh linh ở trong đó sinh hoạt, tu vi cũng không tính là cao. Từng cái nhìn qua, diện mạo hình như có chết lặng chi ý, mà đáng lưu ý chính là Quân Tiêu Dao cảm giác được. Những người này đều có được đồng nguyên huyết mạch khí tức. Nói cách khác, đều là Dương tộc người. Nhưng cảnh giới khó tránh khỏi có chút thấp. Mặc dù trước đó lúc đến, Quân Tiêu Dao cũng nghe nói, Dương tộc tình huống tựa hồ cũng không tốt, nhưng cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Lại kém cũng không đến mức luân lạc tới tình cảnh như vậy. Là bởi vì kim ô cổ tộc duyên cớ. Quân Tiêu Dao tự lẩm bẩm. Một phương thế lực, nếu là tự nhiên suy yếu, tuyệt không đến mức lưu lạc đến tận đây. Trừ phi là bên ngoài thế lực kiệt lực chèn ép, mới có thể như thế. Ôm một chút nghi vấn, Quân Tiêu Dao tiến vào phiến địa vực này chỗ sâu. Bởi vì hắn đã nhận ra một chút mịt mờ khí tức, là chuẩn đế khí tức. Mặc dù chuẩn đế không thể tính yếu, nhưng đã từng lớn như vậy Dương tộc, mạnh nhất khí tức cũng chỉ có chuẩn đế. Đây đã là rất bất kham. Quân Tiêu Dao cảm thấy, hỏi Dương tộc tu vi cao nhất người, có lẽ có thể được đến một chút đáp án. Bất quá nhiều lúc, Quân Tiêu Dao thấy được,
Ở khu vực này chỗ sâu, có một tòa quy mô còn có thể cổ thành. Mặc dù nhìn qua, tường thành đổ sụp, rạn nứt, tràn ngập tuế nguyệt phong trần, rất là cũ kỹ. Nhưng đã coi như là nơi hạch tâm, phồn hoa nhất cổ thành, trong đó cũng không ít Dương tộc người. Quân Tiêu Dao buông xuống tại tòa thành trì này. Hắn bạch y vô hạ, tóc đen từng chiếc óng ánh, khuôn mặt hình như có hà sương mù lượn lờ, nhưng cũng có thể nhìn thấy cái kia mấy phần tuyệt thế tú giật. Tựa như một vị áo trắng trích tiên nhân buông xuống phàm trần. Cùng nơi này hoàn cảnh, tương phản quá lớn, trong chớp mắt mà thôi, chung quanh Dương tộc người, tầm mắt đều là hướng về Quân Tiêu Dao. Đầu tiên là kinh ngạc, ngoài ý muốn, sau đó liền xem kỹ, cảnh giác. Còn có một vệt mơ hồ giấu giếm địch ý, Quân Tiêu Dao khí tức nội liễm, không có tiết lộ ra mảy may khí tức tu vi. Nhưng theo bề ngoài khí chất cũng có thể nhìn ra, tuyệt đối không phải người bình thường. Chung quanh, không có Dương tộc người tiến lên đáp lời, chỉ là nhìn xa xa, thỉnh thoảng châu đầu ghé tai. Quân Tiêu Dao im lặng, hắn cũng không phải cảm thấy Dương tộc bài ngoại. Đoán chừng là bởi vì, đã từng trải qua sự tình gì. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên có một đạo thử thanh âm, cẩn thận từng ly từng tí vang lên. Vị công tử này, xin hỏi ngài từ đâu tới? Chương 3100, Dương tộc che giấu, đã từng rực rỡ, anh hùng chi tộc. Quân Tiêu Dao nhìn lại, phát hiện chính là một vị váy đỏ thiếu nữ. Bộ dáng vô cùng xinh đẹp, không thi phấn trang điểm, không có loại kia khuynh thành tuyệt mỹ. Nhưng cũng như nhà bên muội muội, cho người ta thanh lệ động lòng người cảm giác. Giờ phút này, thiếu nữ hơi hơi nháy lông mi, mềm mại đáng yêu mắt to, rơi vào Quân Tiêu Dao trên mặt, mang theo tò mò, còn có một tia ẩn giấu kinh diễm. Nàng chưa từng gặp qua như thế phong thái thoát tục nam tử trẻ tuổi. Ta bất quá một nhàn tản người, từ Nam Thương mang bên ngoài tới, nghe văn Dương tộc sự tích, thuận tiện ngạc nhiên đến xem mà thôi. Quân Tiêu Dao lộ ra cười nhạt, có chút nắm váy đỏ thiếu nữ xuất mơ hồ, sau đó nàng lấy lại tinh thần. Cũng là thở dài một hơi, nguyên lai cùng Kim Ô cổ tộc không quan hệ. Chung quanh một chút Dương tộc người sau khi nghe được, ánh mắt kia xem kỹ đề phòng, còn có địch ý, cũng là tán đi. Thần sắc đều hòa ái không ít. Bất quá công tử, giới này bên ngoài có phong cấm trận pháp, ngài. Váy đỏ thiếu nữ hơi hơi nghi hoặc, cái kia không là vấn đề. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, váy đỏ thiếu nữ cũng là thần tâm hơi hơi run lên. Xem ra công tử là vị đại tu hành giả. Ta Dương tộc đã thật lâu không có khách nhân đến. Váy đỏ thiếu nữ lộ ra ý cười nói. Sau đó, nàng mang theo Quân Tiêu Dao. Ở đây thành tùy ý du lịch đi dạo. Váy đỏ thiếu nữ tên là Dương Tình. Quân Tiêu Dao có thể phát giác được nàng. Huyết mạch trong cơ thể lực lượng tựa hồ dị thường nồng đậm. Tu vi cùng những người khác so sánh, cũng cao hơn một đoạn. Ta mang công tử đi tìm ra ra đi. Hắn thấy có từ bên ngoài đến đại tu hành giả. Nhất định cũng sẽ hết sức có hứng thú. Dương Tình nói. Rất nhanh, Dương Tỉnh mang theo Quân Tiêu Dao đi tới cổ thành chỗ sâu một tòa trang viên bên trong. Chỗ này trang viên rất là hoang vu, bụi cỏ leo sinh, nhưng lại có loại hoàng nhiên đại khí, mặc dù cũ kỹ, nhưng cũng lượn lờ lấy một cỗ đặc thù ý vị. Quân Tiêu Dao đánh giá liếc mắt. Dương Tỉnh mang theo Quân Tiêu Dao tiến nhập trang viên bên trong sân. Đơn giản, xưa cũ, thanh u. Ta đi cấp công tử pha trà. Dương Tỉnh khuôn mặt ửng đỏ, nhìn Quân Tiêu Dao liếc mắt, nhỏ chạy tới. Quân Tiêu Dao tùy ý ngồi tại một phương trên mặt ghế đá. Lúc này, một giọng già nua vang lên. Chúng ta Dương tộc, đã thật lâu không có người tới bái phỏng. Quân Tiêu Dao nhìn một cái. Phát hiện chính là một vị tóc trắng xóa lão giả, trên mặt nếp nhăn chồng chất, đôi mắt vẩn đục, trên thân áo bào cũ kỹ. Nhìn qua tản ra một chút mục nát khí tức. Lão nhân gia. Quân Tiêu Dao đứng dậy, khẽ vuốt cằm. Hắn đã nhận ra lão giả khí tức, là một vị chuẩn đế, mà lại tựa hồ có bệnh trầm kha ám tật. Thuộc về loại kia cả đời đều khó có khả năng tiến thêm một bước chuẩn đế. Thấy Quân Tiêu Dao khiêm tốn đắc thể thái độ. Lão giả khẽ lắc đầu nói, như lão hù không có hoa mắt, công tử ít nhất cũng cần phải là một vị chuẩn đế đi. Không cần đối ta lão già chết tiệt này khách khí như vậy hữu lễ. Quân Tiêu Dao thì cười nhạt một tiếng nói, lão nhân gia nói đùa, tại hạ mạo muội đến đây Dương tộc bái phỏng, vốn là quấy giày. Ha ha, giống như người quấy giày, ta Dương tộc còn cầu còn không được đây. Bất quá. Công tử, ngươi thật không nên tới nơi này. Lão giả lắc đầu, âm thầm thở dài một tiếng. Lão nhân gia. Quân Tiêu Dao vừa muốn hỏi cái gì. Dương Tình chính là bưng ấm trà chén trà tới. Sau đó cho Quân Tiêu Dao cùng lão giả pha trà. Trà thô liệt tử, có chút xấu xí, công tử chớ có để ý. Lão giả nói. Chỗ nào? Quân Tiêu Dao cũng là nâng chung trà lên bĩu một cái. Hết sức khổ, hết sức chát chát. Có thể nói là cực kỳ trà. Dùng Quân Tiêu Dao thưởng trà tiêu chuẩn tới nói, đơn giản liền là khó mà nuốt xuống. Nhưng Quân Tiêu Dao nhưng không có lộ ra mảy may dị trạng.
công tử, thế nào? Dương Tình bỗng nhiên có một tia hơi khẩn trương. Chà này, giống như bây giờ Dương tộc. Lão giả thấy thế, khe khẽ thở dài nói, công tử quả thật là cái hiểu chà người. Chà như nhân sinh, lúc khổ lúc chát chát a. Nghe được Quân Tiêu Dao cùng lão giả đối thoại. Một bên Dương Tình tự nhiên là không hiểu nhiều. Nhưng thấy Quân Tiêu Dao cũng không có lộ ra ghét bỏ, nàng liền hết sức yên tâm, lộ ra một vệt ý cười. Trong lòng nàng, vị công tử này không chỉ cho phép nhan khí chất như trích tiên nhân. Thái độ cũng là như vậy nho nhã lễ độ, rất khó không cho người sinh ra hảo cảm. Lão nhân gia, người nói ta không nên tới này, đây là vì sao? Quân Tiêu Dao hỏi. Lão giả nói, ngươi tới đây, như bị kim ô cổ tộc sinh linh nhìn thấy, khó tránh khỏi sẽ giận chó đánh mèo đến ngươi, gây phiền toái trên thân. Quân Tiêu Dao lại nói, lão nhân gia như không ngại, ta muốn nghe một thoáng liên quan tới Dương tộc sự tích. Lão giả thấy thế, đứng lên nói, vậy liền đi một chút. Quân Tiêu Dao cũng là đứng dậy, cùng lão giả đồng hành. Dương Tình hết sức thức thời, biết Quân Tiêu Dao cùng lão giả có lời nói, cũng không có theo ở phía sau. Cả tòa trang viên, mặc dù cũ kỹ, nhưng phạm vi rất rộng. Lão giả tên là Dương Đức Thiên, cũng là cùng Quân Tiêu Dao nói một chút liên quan tới Dương tộc lịch sử cùng quá khứ. Dương tộc đã từng là trăm cường trong chủng tộc, bài danh 10 vị trí đầu đỉnh cấp đại tộc. Cái kia có thể nói là Dương tộc tột cùng nhất tuế nguyệt. Dù là hiện tại, tại Nam Thương mang xưng vương xưng bá kim ô cổ tộc, khi đó cũng chỉ là trăm cường chủng tộc một trong, xếp tại vị trí thứ 20. Mặc dù cũng rất mạnh, nhưng cùng Dương tộc so sánh, vẫn là kém một bậc. Thế nhưng, tại trận kia bao phủ thương mang đại kiếp bên trong, bọn hắn Dương tộc chí cường giả, nhân vật lãnh tụ, Thái Dương Thánh Hoàng, cùng ảm giới ma vương cấp tồn tại chém giết lẫn nhau, vì bảo hộ Nam Thương mang mà chiến. Trận chiến kia quá mức thảm liệt. Kết quả cuối cùng, không chỉ có là Thái Dương Thánh Hoàng ngã xuống. Thậm chí Dương tộc thập đại cường giả người, cũng là ngã xuống 7-8 phần. Toàn bộ Dương tộc, bị thương nặng, tổn thất nặng nề. Ngược lại là kim ô cổ tộc, tại cái kia nhất kiếp bên trong. Mặc dù cũng có tổn thất, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Thậm chí, hắn tộc bên trong, còn có một vị trí cường giả, danh hiệu Kim Ô Huyền Đế, Kim Ô cổ tộc, thừa cơ mà lên, dẫm lên Dương tộc thì cốt, đứng lên trăm cường chủng tộc 10 vị trí đầu vị trí. Ban đầu Dương tộc, nên anh hùng chi tộc, cả tộc cường giả, đều là vì bảo hộ thương mang mà kính dâng, hy sinh. Nhưng sau này, Kim Ô cổ tộc, lại là vô tình chèn ép Dương tộc. Này cũng từng liên quan đến hai tộc một chút ân oán. Này hai tộc, tại cực sớm lúc, từng vì tranh đoạt hỗn độn nguyên linh, đại nhật kim diễm mà kết thù. Bởi vì bất luận là kim ô cổ tộc, vẫn là dương tộc, đều thuộc về dương thuộc tính người tu luyện. Mà đại nhật kim diễm, đối với hai tộc tu hành, đều là cực kỳ trọng yếu. Cho nên bởi vậy kết thù kết oán. Tại đại kiếp về sau, kim ô cổ tộc vô tình chèn ép vốn là bị thương nặng dương tộc. Tại trong đó, đã từng có thế lực khác, không quen nhìn kim ô cổ tộc, nghĩ muốn trợ giúp dương tộc. Nhưng kim ô cổ tộc quá mức cường thế, ngoại trừ có cường giả áp trận, hậu thế lại ra 9 đại danh sách. Có thể nói, bất luận là thế hệ trước chí cường giả, vẫn là tân sinh đời yêu nghiệt, kim ô cổ tộc cũng không thiếu. Rất nhiều thế lực, kiêng kỵ kim ô cổ tộc, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Nếu không phải dương tộc, còn có nguyệt hoàng thế gia bảo hộ một ít, sợ là hiện tại sớm liền không có. Bất quá bây giờ, liên nguyệt hoàng thế gia, cũng khó khăn chống đỡ kim ô cổ tộc vênh váo hung hăng. Dương tộc tình cảnh tự nhiên càng thêm gian nan. Dương Đức Thiên đang nói rằng này chút lúc, thở dài một tiếng. Đã từng, chúng ta dương tộc, tại trăm cường trong chủng tộc đứng hàng 10 vị trí đầu, thập đại cường giả người giữa trời, càng có Thái Dương Thánh Hoàng loại kia chí vĩ nhân vật tồn tại. Đó là hạng gì rực rỡ tuế nguyệt. Nhưng vì sao, ta dương tộc, vì chống cự ảm giới chi kiếp, lập xuống bất thế chi công, cuối cùng lại là như vậy kết quả. Dương Đức Thiên không hiểu, rất không minh bạch. Chẳng lẽ anh hùng không chỉ được bản thân đổ máu, vẫn phải nhường sau người chảy nước mắt. Quân Tiêu Dao yên lặng, sau đó, hắn cũng là than nhẹ nói. Hèn hạ là hèn hạ người giấy thông hành, cao thượng là cao thượng người mộ chí minh. Chương 3101, Thái Dương Thánh Hoàng Chi Cung, Thái Dương Thánh Thể, Dương Húc. Vì cái gì, Quân Tiêu Dao từ trước tới giờ không dùng quân tử tự cho mình là. Vì cái gì, Quân Tiêu Dao cho tới bây giờ đều không cho là mình là, cái cứu vớt thương sinh anh hùng. Bởi vì là anh hùng, không phải ai cũng có thể làm. Chính là bởi vì không phải ai cũng có thể làm, cho nên mới càng thêm làm người tôn kính. Nếu là Thái Dương Thánh Hoàng, xem cho tới bây giờ dương tộc hoàn cảnh, hắn khi đó, sẽ làm gì lựa chọn? Sẽ y nguyên lựa chọn, không giữ lại chút nào kính dâng, thủ hộ thương sinh sao? Quân Tiêu Dao cảm thấy, Thái Dương Thánh Hoàng y nguyên sẽ như này. Liền cùng trước đó Côn Bằng Nguyên Tổ, lại cùng Vô Trung Đại Đế, cùng với phụ thân của hắn Bạch Y Thần Vương Quân Vô Hối một dạng. Đám người này, là anh hùng.
là ức ức vạn chúng sinh bên trong, đều khó tìm một cái tuyệt thế anh hùng. Quân Tiêu Dao, mặc dù đã từng có rất nhiều cứu thế cử chỉ, từng bị vô số chúng sinh cúng bái vì cứu thế chủ. Nhưng hắn, cũng không phải là vô tư. Đối Quân Tiêu Dao mà nói, trọng yếu nhất, mãi mãi cũng là nhà hắn người, thân nhân, người yêu, hồng nhan, bằng hữu, gia tộc. Tại những người này về sau, mới là chính hắn. Đến mức chúng sinh, hắn nếu có dư lực, tự nhiên nguyện ý cứu. Nhưng nếu năng lực có hạn, Quân Tiêu Dao cũng chỉ chọn, thủ hộ đối với mình mà nói, người trọng yếu nhất. Quân Tiêu Dao là người, hắn không phải anh hùng, càng không phải là thần. Nhưng, Quân Tiêu Dao lại từ đáy lòng khâm phục dạng này anh hùng. Được rồi, không nói những thứ này, công tử, lão hủ mang ngươi đi một chút đi. Dương Đức Thiên khoát tay áo, lộ ra một luồng tự giễu cười khổ. Có lẽ là bởi vì, rất lâu đều không có mặt khác người ngoài tới Dương tộc. Hắn không cẩn thận liền nói nhiều rồi. Chủ yếu là giấu ở trong lòng, khó chịu. Sau đó, Dương Đức Thiên mang theo Quân Tiêu Dao tùy ý tại trang viên bên trong dạo bước. Quân Tiêu Dao bỗng nhiên có một loại nào đó cảm ứng. Nhìn về phía trang viên chỗ sâu, công tử thần thức quả thật nhạy cảm. Dương Đức Thiên nói, hắn mang theo Quân Tiêu Dao đi tới chỗ sâu. Nơi này có một tòa xưa cũ nát cổ điện. Tiến vào trong điện, Quân Tiêu Dao thấy được một thanh màu đỏ sợ mộc cung. Cái kia mộc cung đúng là cao bằng một người, rất rộng lớn, lộ ra hết sức bá khí. Nhưng cũng rất xưa cũ, cổ xưa, chịu đựng tuế nguyệt tẩy lễ. Quân Tiêu Dao tầm mắt tất nhiên là không cần nhiều lời, có thể nhìn ra cung này bất phàm. Cây cung này, là đế khí, hoặc là, càng mạnh. Quân Tiêu Dao tò mò hỏi. Mặc dù này nắm đỏ sợ mộc cung, bây giờ nhìn đi lên, rơi đầy bụi trần. Cũng không có mảy may lăng lệ khí tức tản ra. Nhưng Quân Tiêu Dao luôn cảm thấy, cây cung này, có loại hết sức khí tức đặc biệt cùng năng lực. Dương Đức Thiên lắc đầu nói, như thật sự là đế khí hoặc là tiên khí, cái kia sớm đã bị Kim Ô cổ tộc cướp đi. Đây là tộc ta Thái Dương Thánh Hoàng tại quật khởi trước, sử dụng binh khí. Không phải cái gì đặc biệt chân quý tài liệu, nhưng lại một mực nương theo lấy Thánh Hoàng Đại Nhân một đường quật khởi. Mặc dù đằng sau, Thánh Hoàng Đại Nhân có mạnh hơn binh khí, này nắm mộc cung, cũng y nguyên nương theo hai bên. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu. Thái Dương Thánh Hoàng loại kia cường giả, tu vi cảnh giới tự nhiên không thể nghi ngờ. Ở đây đợi trí cường giả ngày đêm nương theo tẩm bổ phía dưới, cho dù là phàm khí, cũng có thể vô song. Ta có thể khoảng cách gần quan sát một chút. Quân Tiêu Dao hỏi. Dĩ nhiên. Dương Đức Thiên nói. Quân Tiêu Dao đi vào, nhìn xem này nắm Thái Dương Thánh Hoàng chi cung. Cái kia chế tạo mộc cung đầu gỗ, nhìn qua liền là cực kỳ bình thường đầu gỗ, cũng không coi là bao nhiêu chân quý tài liệu. Thế nhưng. Này màu đỏ sậm. Quân Tiêu Dao tầm mắt đánh giá. Dương Đức Thiên nói. Cung này từng nhuộm dần qua Thái Dương Thánh Hoàng tính mạng của đại nhân tinh huyết. Khó, trách, Quân Tiêu Dao nói. Bình thường phàm cung, lại như thế nào, cũng khó có thể chịu đựng Thái Dương Thánh Hoàng sức mạnh to lớn. Không chỉ như thế, Quân Tiêu Dao còn phát giác, này nắm Thái Dương Thánh Hoàng chi cung bên trong. Tựa hồ còn giấu giếm vô số huyền ảo đạo tắc. Hẳn là Thái Dương Thánh Hoàng chỗ tàn lưu lại, sinh mệnh tinh huyết, tăng thêm lưu lại đạo tắc. Khiến cho cây cung này, bình phàm bên trong, lại lộ ra cực độ không tầm thường. Dương Đức Thiên nói, cây cung này, không ai có thể kéo đến động, ngoại trừ tu vi cảnh giới cùng thân thể lực lượng bên ngoài. Cần, là cùng Thánh Hoàng Đại Nhân, có đồng dạng đại khí phách, lớn sức mạnh to lớn. Không này khí phách người, vô pháp kéo động cung này. Phải không? Nghe nói Dương Đức Thiên nói, Quân Tiêu Dao nói. Hắn giơ tay lên, phủi nhẹ mộc trên cung bụi trần. Mà lúc này, ong ong. Này nắm Thái Dương Thánh Hoàng chi cung, đúng là phảng phất hơi hơi rung động một tia. Cái này... Dương Đức Thiên tầm mắt kinh ngạc nhìn thoáng qua. Nhưng thoáng qua, cây cung này y nguyên yên lặng bày đặt ở chỗ đó. Ảo giác sao? Dương Đức Thiên âm thầm lắc đầu, không có nhiều suy nghĩ gì. Liền bọn hắn Dương tộc, vị kia ưu tú nhất hậu bối, cũng là Dương tộc cuối cùng kỳ vọng. Đều không thể kéo động cung này. Liền chớ đừng nói chi là bên ngoài tộc nhân. Quân Tiêu Dao thu tay lại, nói, đa tạ Dương tiền bối nói nhiều như vậy. Ta đối với Dương tộc cũng có hiểu biết. Công tử khách khí. Dương Đức Thiên trả lời, hắn mặc dù không biết Quân Tiêu Dao là lai lịch thế nào, nhưng cũng có thể nhìn ra Quân Tiêu Dao không có ý xấu. Quân Tiêu Dao đáy lòng khe khẽ thở dài. Nguyên bản, hắn tới Dương tộc chỉ là đơn thuần vì điều tra đại nhật kim diễm hạ lạc, là không định đi quản cái gì nhàn sự. Nhưng hiểu rõ đến Thái Dương Thánh Hoàng sự tích về sau, cũng đích thật là làm hắn xúc động. Ngay tại Quân Tiêu Dao chuẩn bị muốn nói cái gì lúc, bỗng nhiên, bên ngoài vang lên cô gái kia Dương Tình thanh âm. Ra ra, không xong, Kim Ô cổ tộc lại người đến, ca ca cùng bọn hắn nổi lên xung đột.
Dương Tỉnh vốn không muốn quấy rầy Quân Tiêu Dao cùng Dương Đức Thiên, nhưng nàng bất đắc dĩ tiến đến, trên gương mặt xinh đẹp viết đầy lo lắng cùng lo lắng. "Đừng nóng vội." Dương Đức Thiên vẻ mặt cũng là chìm xuống. "Ta và các ngươi cùng đi xem đi." Quân Tiêu Dao thấy thế nói. "Có thể là công tử ngươi." Dương Đức Thiên lưỡng lự. "Chẳng qua là đi xem một chút mà thôi." Quân Tiêu Dao nói. "Được a, công tử vẫn là chú ý đừng gây phiền toái trên thân cho thỏa đáng." Sau đó, đám người bọn họ rời đi nơi này. Cùng một thời gian, tại tòa cổ thành này một khu vực bên trong, có huyên náo thanh âm vang lên, chung quanh vây quanh một vòng Dương tộc người. Giờ phút này trên mặt đều là mang theo phẫn uất chi sắc, nhưng cũng không dám vọng động. Ở trung ương, một vị nam tử trẻ tuổi, đối diện lấy vài vị buông xuống mà đến kim ô cổ tộc người, lạnh lùng mà xem. Vị này nam tử trẻ tuổi, dáng người hết sức khỏe mạnh, tóc đen rối tung, con ngươi như kim đang sáng chói, mang theo lăng lệ. Trên người có một tầng xích diễm lượn lờ, mi tâm có một đạo cùng loại thái dương đồ đằng ấn ký. Hắn nửa người trên, quần áo tàn phá, lộ ra trắng kiện cơ thể, cũng là trải rộng đủ loại vết thương. Còn có một đạo đạo màu đen ấn ký trải rộng, phẳng phất hình thành một loại nào đó phù văn xiềng xích, giam cấm nam tử trẻ tuổi. Mà nam tử trẻ tuổi, trên thân tràn ra khí tức, rất làm cho người khác ngoài ý muốn. Lại là chuẩn đế cảnh. Đây là tại nơi này, trừ Dương Đức Thiên bên ngoài, vị thứ hai dương tộc chuẩn đế cường giả. Thế nào, Dương Húc, ngươi không phục sao? Ngươi có thể làm chúng ta đống cát, bồi luyện, đó là vinh hạnh của ngươi, cho ta ngoan ngoãn thừa nhận. Mặt khác, trong cơ thể ngươi thái dương thánh thể tinh huyết, hẳn là lại dựng dục không ít đi. Qua mấy ngày, sẽ có người lại đến này rút máu tươi của ngươi. Mấy vị kia kim ô cổ tộc sinh linh, trên mặt mang theo khinh miệt trêu chọc ý cười. Nam tử trẻ tuổi, ánh mắt như sư hổ lăng lệ lạnh lùng. Hắn tên Dương Húc, dương tộc vị cuối cùng thái dương thánh thể, thánh hoàng huyết mạch dòng chính. Cũng là dương tộc hy vọng cuối cùng. Chương 3102, bất khuất thái dương thánh thể, bá đạo kim ô cổ tộc. Ngươi đó là cái gì ánh mắt, không vừa lòng, không phục, không cam lòng. Thấy Dương Húc ánh mắt, mấy vị kia kim ô cổ tộc sinh linh, khẽ nhíu mày. Tu vi của bọn hắn, liền chuẩn đế cũng chưa tới. Một người trong tay, nắm lấy một đầu roi, trực tiếp là đối Dương Húc rút kích tới. Dương Húc trên thân khí tức bừng bừng phấn chấn, tựa như một đầu xích long, khí huyết cuồn cuộn. Dọa kim ô cổ tộc vài vị sinh linh nhảy một cái. Một người trong đó, vội vàng đọc thầm chú văn. Lập tức, Dương Húc trên thân, cái kia màu đen phù văn ấn ký, như là sương mù bàn chân chi trở vặn vẹo. Hình thành một ngụm phù văn xiềng xích, trực tiếp cầm cố lại Dương Húc khí tức. Hắn một cái lương thương, quỳ rạp xuống đất. Phù văn này xiềng xích, chính là kim ô cổ tộc một tôn cự đầu cấp nhân vật tự tay bày. Toàn bộ dương tộc bên trong, không ai có thể phá vỡ. Tiện nô, còn dám cản rỡ. Ngươi là muốn chết. Cầm trong tay roi kim ô cổ tộc sinh linh, tức đến nổ phổi, mãnh liệt rút Dương Húc. Trên người hắn, lập tức xuất hiện một đạo lại một đạo máu me đầm đìa vết roi vết thương. Ban đầu, dùng chuẩn đế tu vi, như thế roi thương, cũng không tính cái gì. Nhưng này phù văn xiềng xích đồng dạng cầm cố lại Dương Húc, sinh mệnh tinh khí khiến cho thời gian ngắn khó khôi phục thương thế. Thậm chí nhận đủ loại tổn thương đau đớn, đều sẽ tăng phúc gấp bội. Ngươi là tìm đường chết. Vị kia kim ô cổ tộc sinh linh phất tay giơ roi, động tác không ngừng. Bất quá một lát, Dương Húc nửa người trên đã là máu me đầm đìa, bị huyết dịch thẩm thấu. Cái kia huyết dịch dường như hiện ra điểm điểm chói lọi xích hà. Đó là thái dương thánh thể biểu tượng, chung quanh một đám dương tộc người thấy thế, đều là gắt gao siết quả đấm, cái trán gân xanh nhô lên. Dương Húc là bọn hắn dương tộc hiện nay có thiên phú nhất thế hệ. Bây giờ lại nhận bực này ngược đãi cùng nhục nhã. Nhường liền chuẩn đế đều không phải là người. Như trừng phạt nô lệ trừng phạt. Đây không phải nhục nhã là cái gì? Rất nhiều mặt người bên trên, mang theo phẫn uất, không cam lòng, cùng với không thể làm gì cay đắng. Bọn hắn chưa từng không có huyết tính, chưa từng không muốn ra tay. Thế nhưng, trước không nói bọn hắn đánh thắng được hay không? Nếu là bọn họ ra tay, kết quả kia sẽ chỉ càng thêm thê thảm. Tại dĩ vãng, dương tộc cũng không phải là không có phản kháng qua. Nhưng mỗi một lần phản kháng, đều sẽ bị tới kim ô cổ tộc máu tanh chấn áp. Mỗi một lần phản kháng, tộc nhân đều sẽ lại giảm bớt một nhóm. Dần dà, dương tộc mới luân lạc tới tình cảnh như vậy. Dương Húc trên mặt, dính đầy máu tươi. Toàn bộ mái tóc, cũng là bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhưng mà, sắc mặt của hắn, lại không có chút nào biểu lộ. Chỉ có lạnh. Loại kia lạnh, nhường vài vị kim ô cổ tộc sinh linh, đều là cảm giác có chút run rẩy. Ngươi nhìn cái gì vậy, chẳng lẽ còn muốn báo thù chúng ta? Phải biết, chúng ta trên thân, như đi một sợi tóc, các ngươi dương tộc. Liền chết một người. Một vị kim ô cổ tộc sinh linh quát lạnh nói. Dương Húc yên lặng, không nói lời nào.
Hừ, tiện nô, nếu không phải còn cần ngươi Thái Dương Thánh Thể cùng với tinh huyết, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ. Ngươi sợ là đã sớm được thành vì Lục Cửu Nha đại nhân tư lương. Kim Ô cổ tộc sinh linh khinh thường nói. Hắn nói xong, một roi liền phải tiếp tục quất hướng Dương Húc. Mà lúc này, một đạo giọng nữ mang theo một tia nhàn nhạt giọng nghẹn ngào, vang lên. Đủ rồi, dừng tay đi. Một vị váy đỏ thiếu nữ chạy tới, đi vào Dương Húc bên người. Nhìn xem cả người là máu ca ca, Dương Tình mắt to bên trong ngậm lấy nước mắt. Vì cái gì, chúng ta đã như thế thuận theo, các ngươi còn muốn như vậy làm, còn muốn đối với ta như vậy ca ca. Dương Tình tiếng nói mang theo một tia giọng nghẹn ngào, lông mi bên trên có nước mắt, lê hoa đái vũ, ta thấy mà yêu. Tình nhi, ca ca không có việc gì. Dương Húc mở miệng, tiếng nói có một luồng khàn khàn, lại là mang theo an ủi. Ca ca, còn nói ngươi không có việc gì. Nhìn xem Dương Húc trên thân răng khắp nơi roi thương, máu tươi mơ hồ, xem để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Mà vài vị Kim Ô cổ tộc sinh linh, tầm mắt rơi vào Dương Tình trên thân, trong mắt lóe lên một vệt tà sắc. Dương Tình mặc dù không phải cái gì tuyệt thế khuynh thành mỹ nhân, nhưng cũng thanh lệ động lòng người, đáng yêu thanh tú. Đặc biệt là giờ phút này lông mi có nước mắt bộ dáng, càng là ta thấy mà yêu. Dương Tình cô nương, ngược lại cũng không phải chúng ta tâm ngoan, mà là ca ca ngươi, tựa hồ trong lòng có chút không phục, chúng ta chẳng qua là hơi giáo dục hắn một thoáng mà thôi. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể bồi mấy người chúng ta, có lẽ lần này liền có thể tính như vậy. Một vị Kim Ô cổ tộc sinh linh, một mặt cười tà nói. Dương Tình nghe vậy, thân thể mềm mại run lên. Nàng trước đó, vẫn luôn bị Dương Đức Thiên, cùng với Dương Húc bảo vệ rất tốt. Các ngươi dám đụng đến ta muội muội, ta chết cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Nguyên bản lạnh lùng chìm nhưng Dương Húc tại lúc này nổi lên, quát lệnh nói, con ngươi như sư hổ khiếp người, cha mẹ của hắn lúc trước một lần trong xung đột bị Kim Ô cổ tộc người chém giết. Dương Tình là hắn thân nhân duy nhất. Dương Đức Thiên tuy bị bọn hắn gọi là gia gia, nhưng lại cũng không phải thật sự là gia gia, chẳng qua là Dương tộc này nhất mạch lão nhân mà thôi. Vài vị, các ngươi không sai biệt lắm cũng là đủ rồi, chớ có quá phận. Một giọng già nua vang lên. Dương Đức Thiên cùng quân Tiêu Dao đi vào nơi này. Vài vị Kim Ô cổ tộc sinh linh cười nhạo một tiếng. Mặc dù đối với Dương Đức Thiên, bọn hắn cũng không có quá quan tâm. Bởi vì biết, Dương Đức Thiên, nhìn chung Dương tộc toàn cục, càng sẽ không dễ dàng ra tay với bọn họ. Có thể đến sủng hạnh của chúng ta, cái kia hẳn là vinh hạnh mới đúng, ngày sau còn không cần chịu bực này khổ sở. Dương Tình cô nương, người nói có đúng hay không? Kim Ô cổ tộc sinh linh nhìn về phía Dương Tình, bị váy đỏ bao khỏa thân thể mềm mại, trên mặt cười tà càng sâu. Dương Tình hàm răng gắt gao cắn môi dưới, hiện ra trắng. Nàng và Dương Húc phụ mẫu, đều bị Kim Ô cổ tộc sinh linh giết chết. Nàng đối Kim Ô cổ tộc, chỉ có cực hạn hận, so với khuất nhục cầu toàn, nàng tình nguyện vừa chết. Mà đúng lúc này, một vị Kim Ô cổ tộc sinh linh, thấy được Dương Đức Thiên bên người. Vị kia yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này bạch y nam tử. A, ngươi là... Theo thanh âm truyền ra, vài vị Kim Ô cổ tộc sinh linh tầm mắt, cũng đều là rơi vào quân Tiêu Dao trên thân. Một người trong đó, giọng mang trêu chọc nói. Hiếm là a, không nghĩ tới lại còn có người ngoài tới Dương tộc làm khách. Vị công tử này, ngươi từ đâu tới? Quân Tiêu Dao nhìn thoáng qua cái kia toàn thân mộc huyết Dương Húc. Hắn cũng không phải là thánh mẫu, cũng không có quá nhiều thánh mẫu tâm. Nhưng không thể không nói, Kim Ô cổ tộc, đã để hắn có chút sinh chán ghét. Kim Ô cổ tộc cũng là bá đạo. Dĩ nhiên, rác rưởi cũng rất nhiều. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói. Vài vị Kim Ô cổ tộc sinh linh, ánh mắt trong nháy mắt âm trầm xuống. Mặc dù quân Tiêu Dao khí chất bất phàm, siêu trần rút tục, cho người ta rất không bình thường cảm giác. Nhưng thân là Kim Ô cổ tộc sinh linh, cường thế đã quen, trong lòng đương nhiên sẽ không có cái gì kiêng kỵ cùng cố kỵ. Không nghĩ tới thời đại này, còn có gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ thế hệ. Xem ra ngươi là đúng ta Kim Ô cổ tộc có bất mãn a. Vài vị Kim Ô cổ tộc người tiến lên, mơ hồ vây quanh quân Tiêu Dao. Công tử, Dương Tình thấy thế, cũng là quăng đi một luồng lo lắng tầm mắt. Không nghĩ tới quân Tiêu Dao thật sẽ vì bọn họ ra mặt. Người đến cùng là gì lai lịch, tới Dương tộc làm cái gì? Một vị Kim Ô cổ tộc sinh linh, ngữ khí bất thiện, chất vấn quát. Quân Tiêu Dao không có trả lời, ánh mắt đạm mạc. Tâm niệm vừa động ở giữa. Phốc phốc, vài vị Kim Ô cổ tộc sinh linh, từ đầu sọ bắt đầu, cả người trực tiếp nứt ra. Máu me đầm đìa, giống như là bị một đôi tay vô hình xinh xinh xé rách ra. A, tiếng kêu thảm thiết, thậm chí đều chỉ truyền ra một nửa, vài vị Kim Ô cổ tộc sinh linh, chính là biến thành một chỗ cốt nhục. Nơi này, lập tức tĩnh lặng xuống dưới. Chương 3103, tàn khốc chân tướng, Lục Cửu Nha mạnh mẽ nguyên nhân, cầm Dương Húc làm huyết bao. Toàn bộ bên trong tòa thành cổ, tĩnh lặng im ắng.
chung quanh quay quanh hết thảy dương tộc người, thấy mấy vị kia kim ô cổ tộc sinh linh thì cốt. Trên mặt thần sắc đều là ngưng kết. Ngược lại, chính là mang theo một vệt kinh khủng. Xong, kim ô cổ tộc người đã chết. Chung quanh dương tộc người, mặc dù cũng lòng có thoải mái, nhưng càng nhiều, lại là bối rối. Cho dù mấy vị này kim ô cổ tộc sinh linh, ở trong tộc địa vị không tính đặc biệt cao. Nhưng chết, cái kia tính chất liền khác biệt. Đối với dương tộc tới nói, tuyệt đối muốn nghênh đón một trận đại tai nạn. Công tử, cái này. Dương Đức Thiên cũng là sửng sốt. Không nghĩ tới Quân Tiêu Dao vậy mà như thế quả quyết, trực tiếp giết kim ô cổ tộc mấy người. Quân Tiêu Dao liền nói, này chút kim ô, đều là ta một người giết chết, cùng các ngươi không có chút nào quan hệ. Đến lúc đó kim ô cổ tộc người tới, các ngươi cũng không cần để ý, ta sẽ ở chỗ này chờ bọn hắn. Quân Tiêu Dao biết, kim ô cổ tộc nhân thân vẫn, đối dương tộc tới nói, ảnh hưởng rất lớn, cho nên, hắn hiện tại không định rời đi, mà là tại nơi này chờ lấy kim ô cổ tộc người tới. Cũng là vì để tránh cho, hắn sau khi rời đi, kim ô cổ tộc giận chó đánh mèo đến dương tộc trên thân. Công tử, ngươi, hà tất như thế? Dương Đức Thiên nghe vậy, cũng là thở dài một tiếng. Nhưng nhìn xem Quân Tiêu Dao tầm mắt, mang theo một vệt cảm kích. Quân Tiêu Dao nghĩ, hoàn toàn chính xác quá chu đáo. Dương Tình cũng là cùng Dương Húc, đi vào Quân Tiêu Dao bên người. Công tử, đa tạ ngươi, nhưng ngươi làm như vậy, sẽ gây phiền toái cho mình. Mà lại kim ô cổ tộc, cũng xác thực, Dương Tình chân tâm cảm tạ Quân Tiêu Dao. Nhưng kim ô cổ tộc, gia đại nghiệp đại, chính là bài danh 10 vị trí đầu cường tộc. Nàng mặc dù biết Quân Tiêu Dao hết sức thần bí, thực lực đoán chừng cũng rất mạnh. Nhưng không biết hắn lai lịch thân phận, đối mặt kim ô cổ tộc, lại sẽ như gì? Quân Tiêu Dao cười nhạt một tiếng nói, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta cảm thấy, đã từng Thái Dương Thánh Hoàng, làm ra qua như vậy đại công tích. Hắn hậu nhân, không nên qua cuộc sống như vậy. Tại đã trải qua trước đó, Côn Bằng Nguyên Tổ sự tình về sau. Quân Tiêu Dao đối với này chút hy sinh kính dâng tiền bối, có một loại kính ý, hậu nhân của bọn họ, không nên như thế. Quân Tiêu Dao không phải nhân từ vô độ thánh mẫu. Nhưng cái gì có thể giúp, cái gì không giúp, hắn trong lòng cũng có một cây cái cân. Gặp được loại tình huống này, hắn cảm thấy, hắn vô pháp làm như không thấy. Công tử, Dương Tình mềm mại đáng yêu ướt át mắt to hơi hơi rung động. Quân Tiêu Dao người xuất thiện tâm, còn như thế vì bọn họ suy nghĩ. Giống dạng này người, thế gian lại có bao nhiêu đâu. Đa tạ công tử trượng nghĩa tương trợ. Dương Húc cũng là hướng về phía Quân Tiêu Dao hơi hơi chắp tay. Như hôm nay không có Quân Tiêu Dao, muội muội của hắn sợ là còn phải bị một chút dây dưa. Thương thế của ngươi vẫn là trước điều dưỡng một thoáng. Quân Tiêu Dao nhìn thoáng qua, trực tiếp xuất ra một đoàn sinh mệnh chi tuyển nước suối dung nhập Dương Húc thân thể. Lập tức Dương Húc cũng cảm giác trong cơ thể sinh mệnh tinh khí bừng bừng phấn chấn, vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Dương Húc chính mình cũng là kinh ngạc. Tại đây loại cằn cỗi trong hoàn cảnh, hắn hạng gì gặp qua bực này trị liệu thương thế bảo bối. Đa tạ công tử. Dương Húc lại lần nữa chắp tay nói tạ. Thấy chính mình ca ca thương thế khôi phục, Dương Tình cũng là nín khóc mỉm cười, trên mặt xuất hiện nụ cười. Trong cơ thể ngươi còn có một số thương thế, cần điều dưỡng một phiên. Còn có Dương tiền bối, ngươi cũng đồng dạng. Quân Tiêu Dao nói. Hắn có thể làm không nhiều, cho một chút sinh mệnh tuyền thủy, chữa thương đan dược, bảo dược. Thay này chút dương tộc người trị liệu. Đa tạ công tử, chung quanh dương tộc người, cũng là dồn dập đối Quân Tiêu Dao chắp tay thăm hỏi, mang theo cảm kích. Bọn hắn dương tộc, bao lâu không có cảm nhận được này loại chiếu cố, có lẽ là bởi vì tại kim ô cổ tộc bức đè xuống, đều có vẻ hơi bị tê. Quân Tiêu Dao, Dương Đức Thiên, Dương Húc, Dương Tình đám người, lại lần nữa về tới tòa kia trang viên. Quân Tiêu Dao có thể cảm giác được, Dương Húc không chỉ có là Thái Dương Thánh Thể, mà lại huyết mạch trong cơ thể tựa hồ cũng rất nồng nặc, đoán chừng là kế tục từ dương tộc đích hệ huyết mạch, cũng chính là vị kia Thái Dương Thánh Hoàng. Dương Tình cũng là như thế. Mặc dù không phải Thái Dương Thánh Thể, nhưng huyết mạch trong cơ thể mức độ đậm đặc, cũng không thể so ca ca của nàng kém bao nhiêu. Đối với Dương Húc lại có chuẩn đế tu vi, Quân Tiêu Dao cũng rất là ngoài ý muốn. Cũng không phải cảm thấy Dương Húc tư chất không đủ. Trên thực tế, dùng sự cường đại của hắn tư chất, cái tuổi này tu luyện thành chuẩn đế, cũng là Tình có thể hiểu. Chẳng qua là Quân Tiêu Dao cho rằng, kim ô cổ tộc, hẳn là sẽ không bỏ mặc dạng này một vị dương tộc yêu nghiệt trưởng thành. Dương Đức Thiên cũng là giải thích một phiên, kim ô cổ tộc, hoàn toàn chính xác cho Dương Húc rất nhiều tài nguyên tu luyện. Này mới khiến hắn tu luyện thành chuẩn đế. Nhưng này, tuyệt đối không phải đối Dương Húc tốt bao nhiêu. Tương phản, bọn hắn là giống chăn heo, nhường Dương Húc tu vi mạnh lên. Sau đó trong cơ thể hắn Thái Dương Thánh Thể tinh huyết, thậm chí dương tộc dòng chính tinh huyết, đều sẽ càng thêm cường đại nồng đậm.
Thường cách một đoạn thời gian, Kim Ô cổ tộc liền sẽ phái người đến, rút ra dương húc trong cơ thể đủ loại tinh huyết, sinh mệnh tinh hoa các loại. Vì cái gì, bây giờ Kim Ô cổ tộc chín đại danh sách, quang diệu thiên địa, danh chấn thiên hạ, trong đó có một bộ phận nguyên nhân. Là bởi vì rút lấy dương húc đám người máu huyết trong cơ thể. Đặc biệt là dương húc, hắn nhưng là thái dương thánh thể. Hắn thánh thể tinh huyết, đều là cho cái kia mấy lớn danh sách dùng. Đặc biệt là lục cửu nha. Dương húc, tựa như là một cái hình người huyết bao, không ngừng đang cấp lục cửu nha, cung cấp thái dương thánh thể tinh huyết. Có thể nói, lục cửu nha có thể thành tựu nam thương mang tiếng tăm lừng lẫy thiếu niên đế cấp, sau lưng cũng không thiếu được dương húc cung cấp nuôi dưỡng. Mà coi như dương húc trở nên mạnh hơn, Kim Ô cổ tộc cũng không thèm để ý, bọn hắn còn tại dương húc trong cơ thể, lưu lại phù văn xiềng xích. Dương húc lại tu luyện như thế nào mạnh lên, đều khó có khả năng thoát khỏi Kim Ô cổ tộc trưởng khống. Mà Dương Húc biết rõ Kim Ô cổ tộc coi hắn làm huyết bao. Hắn cũng chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Bởi vì không tu luyện, không có có sức mạnh, hắn càng thêm không có một tia vươn mình cơ hội. Liền là như thế tàn khốc, liền là như thế hiện thực. Biết rõ chính mình là đầu bị nuôi heo, nhưng Dương Húc cũng chỉ có thể tiếp tục tu luyện, mạnh lên xuống. Nói xong này chút sau. Dương Đức Thiên cũng là thở dài. Nếu không phải hắn già yếu, lại thân có ám tật. Sợ là hắn cũng phải bị rút máu. Dương Tỉnh vành mắt hồng hồng. Nguyên bản nàng cũng là muốn bị rút máu. Nhưng Dương Húc lại là liền nàng cái kia một phần cũng cùng một chỗ thừa nhận rồi. Quân Tiêu Dao nghe xong tất cả những thứ này về sau, cũng là âm thầm nhíu mày. Này Kim Ô cổ tộc thủ đoạn thật đúng là tàn nhẫn. Bất quá cũng rất hữu hiệu. Hắn vừa tới Nam Thương Mang, chính là nghe nói Kim Ô cổ tộc chín đại danh sách sự tình. Đặc biệt là vị thiếu niên kia đế cấp lục cửu nha. Không nghĩ tới hắn mạnh mẽ sau lưng, còn có như vậy tàn khốc che giấu, tu hành vô đạo đức. Đối với Kim Ô cổ tộc tới nói, đây là đơn giản nhất, cũng cách làm chính xác nhất. Nhưng đối Dương tộc, lại là sao mà tàn khốc? Quân Tiêu Dao nói, tiếp đó, các ngươi vẫn là thật tốt điều dưỡng, liệu càng. Ta sẽ ở đây, chờ Kim Ô cổ tộc tới. Dĩ nhiên, nếu là tới một con cá lớn, vậy thì càng tốt hơn. Quân Tiêu Dao trong mắt, lóe lên một vệt lạnh lùng chi ý. Hắn giết chết vài vị Kim Ô cổ tộc sinh linh, địa vị cũng không tính là đặc biệt cao. Thế nhưng như bị giết, cũng sẽ rất nhanh bị Kim Ô cổ tộc phát giác. Chớ nói chi là tại Dương tộc địa bàn bị giết. Cái kia tính chất, nhưng là khác rồi. Kim Ô cổ tộc, là tuyệt đối không có khả năng nhìn như không thấy. Chương 3104, miểu sát lục thiên tường, một vị thiếu niên đế cấp, đứng tại Dương tộc bên này. Quả nhiên không ngoài dự liệu. Cũng không lâu lắm. Liên quan tới có vài vị Kim Ô cổ tộc sinh linh, chết tại Dương tộc trên địa bàn sự tình, chính là bất chi bất giác truyền ra. Sau đó sự tình dần dần làm lớn chuyện, chung quanh rất nhiều đại giới, tinh vực, đều có rất nhiều tu sĩ sinh linh đang sôi nổi nghị luận. Các ngươi có nghe nói hay không Kim Ô cổ tộc sinh linh bị giết sự tình? Tại đây Nam Thương Mang, cũng dám có người đối Kim Ô cổ tộc ra tay, dù cho không phải cái gì nhân vật trọng yếu, nhưng cũng không phải ai cũng có thể giết. Hơn nữa còn là chết tại Dương tộc trên địa bàn, chẳng lẽ là Dương tộc ra tay rồi? Làm sao có thể, Dương tộc làm sao có thể có bản lãnh đó? Cho dù có, cũng không dám làm a. Ta ngược lại thật ra có chút tò mò, không biết về sau Kim Ô cổ tộc sẽ xử lý như thế nào. Chẳng lẽ lại muốn huyết tẩy một lần Dương tộc? Ai, Dương tộc cũng là tội nghiệp. Theo tin tức càng truyền càng xa, rất nhiều người cũng đều là lòng có tò mò, chuẩn bị đi Dương tộc chỗ giới vực xem náo nhiệt. Cùng lúc đó, tại Xí Dương giới. Xí Dương giới, vốn là Dương tộc tổ địa. Nhưng ở sớm lúc, liền bị Kim Ô cổ tộc tu hú chiếm tổ chim khách. Giờ phút này, tại Xí Dương dưới chỗ sâu, một gốc màu đỏ thắm cổ thụ, khổng lồ vô cùng, phảng phất thế giới thụ, căng cứng bầu trời. Phiến lá thì như lá phong, lượn lờ lấy xích viêm thần mang. Đây là hiếm có phần thiên cổ thụ. Mặc dù so ra kém cấp cao nhất những cái kia, lưu truyền tại trong truyền thuyết cổ thụ, nhưng cũng là 10 điểm hiếm hoi loại cây. Tại phần thiên cổ thụ chung quanh, một tòa tòa màu vàng kim cung khuyết, trôi nổi ở trong hư không, vàng son lộng lẫy, sáng chói chói mắt. Đây là Kim Ô cổ tộc tại Xí Dương giới hạch tâm trụ sở. Ở trong đó một tòa cung điện bên trong, một vị đầu đầy tóc vàng, quần áo lộng lẫy, khí chất bất phàm nam tử trẻ tuổi, đang ngồi xếp bằng điều tức, trên thân bao phủ hoàng kim thần diễm. Đó là Kim Ô cổ tộc đặc hữu Kim Ô Diệu Dương Hỏa. Vị nam tử này chính là trước đó tại Chiêu Thân hội võ bên trong, bị Diệp Vũ ngoài ý muốn đánh bại thứ 5 danh sách, Lục Thiên Tường. Cái gì, tộc ta có người chết tại Dương tộc chỗ, để cho ta đi một chuyến. Nghe được tôi tớ bẩm báo tin tức, Lục Thiên Tường màu vàng kim trố mắt nhìn, sau đó khóe miệng nhấc lên một vệt cười tàn nhẫn ý. Vừa vặn ta tại Chiêu Thân hội bên trên, nhẫn nhịn đầy bụng tức giận,
đúng là bị một cái nho nhỏ nguyên sư trêu đùa một phiên. Vừa vặn đi Dương tộc, Tiết Nhụt Chí, Vung Vung Hòa. Lục Thiên Tường đứng dậy, mang theo một đám thủ hạ tùy tùng, hóa thành lưu quang độn không mà đi. Hắn cũng không có nhường mạnh hơn tiền bối hoặc là người hộ đạo đi theo. Bởi vì Dương tộc bên trong, mạnh nhất cũng bất quá là chuẩn đế mà thôi. Một cái ốm yếu Dương Thiên Đức. Còn có một cái bị phù văn xiềng xích giam cầm Dương Húc. Dùng Lục Thiên Tường thực lực, hoàn toàn không sợ bọn hắn. Hắn đảo là muốn biết, Dương tộc là ăn cái gì gan hùng mật báo, dám giết Kim Ô cổ tộc người. Không có qua thời gian quá dài. Lục Thiên Tường đám người, chính là đi tới Dương tộc chỗ vô danh tiểu giới. Thân hình độn không mà đi. T. Vị kia là Kim Ô cổ tộc thứ 5 danh sách, Lục Thiên Tường. Hắn vậy mà đích thân đến. Đoạn thời gian trước, tại Nguyệt Hoàng Thế Gia chiêu thân hội bên trên, này một vị có thể là mất mặt lớn. Lần này Dương tộc sợ là không ổn, sẽ bị xem như nơi chút giận. Ở chung quanh hư không, sớm đã có một chút đến đây quan tâm tu sĩ sinh linh. Thấy Lục Thiên Tường tiến vào giới này, bọn hắn không dám tùy tiện tiến vào, chỉ có thể ở chung quanh xem. Rất nhanh, Lục Thiên Tường đám người, trực tiếp buông xuống tại trọng yếu nhất phía trên tòa thành cổ hư không. Một chữ sắp hàng ra, từng cái trên thân thần diễm bừng bừng, tinh khí sụp sôi. Không e rẻ đem tự thân khí tức hoàn toàn phát ra, uy thế che đậy cả phiến thiên địa. Ai dám giết tộc ta sinh linh, cút ra đây. Lục Thiên Tường quát to một tiếng, như kinh lôi, nổ vang hư không. Cả tòa cổ thành, rất nhiều Dương tộc người, tại đây chuẩn đế oai dưới, đều là run run rẩy rẩy. Cũng không phải là bọn hắn quá mức mềm yếu, mà là cảnh giới thực lực sai biệt quá lớn. Trong mắt bọn hắn, thời khắc này Lục Thiên Tường, liền như là một tôn màu vàng kim thiên thần, chấp chưởng lấy sinh tử của bọn hắn. Lục Thiên Tường nhìn xuống cả tòa cổ thành, trong mắt của hắn, lóe lên một vệt tàn nhẫn, âm thanh lạnh lùng nói. Nếu không cút ra đây, mỗi qua một hơi thời gian, ta giết 10 người. Lục Thiên Tường tiếng nói vừa ra, như tử thần lãnh khốc nói nhỏ, ai bảo đám này Dương tộc người, số mệnh không tốt, vừa vặn đụng phải tâm tình của hắn khó chịu thời điểm. Vừa vặn cầm đám người này, để đùa bỡn một phiên, cũng xem như tiết lúc trước hắn chịu uất khí. Mà đúng lúc này, thiên địa khí phân, phảng phất một tịch. Một đạo thanh âm đạm mạc, theo cổ thành chỗ sâu trang viên bên trong truyền đến. Chỉ có hai chữ. Ồn ào, oanh, một đạo không cách nào tưởng tượng kiếm khí, xông lên trời không, lăng không vẽ phá thiên khung, chém về phía Lục Thiên Tường đám người. Vẻn vẹn chẳng qua là một đạo kiếm khí mà thôi. Lại phảng phất phân chia thiên địa, điên đảo càn khôn, mông lung tuế nguyệt, một kiếm hoành không thiên địa tuyệt, cảm nhận được cái kia xung phong mà đến khủng bố kiếm khí. Lục Thiên Tường nguyên bản mang theo tàn nhẫn chi ý khuôn mặt, lập tức bỗng nhiên đại biến, phảng phất gặp được cái gì đại khủng bố. Hắn cũng không thẹn vì Kim Ô cổ tộc thứ 5 danh sách, thủ đoạn phản ứng rất nhanh. Một ngụm màu đồng cổ đỉnh, bị hắn tế ra, là một kiện hộ thân bảo khí. Sau đó, hắn lại thi triển ra thủ đoạn, trên thân Kim Ô Diệu Dương hỏa dâng lên mà ra, nóng bỏng nhiệt độ bóp méo hư không. Vô tận xích hồng phủ văn dậy sóng, như liệt dương thủy triều, đối đạo kiếm khí kia bao phủ mà ra. Cùng lúc đó, hắn còn tế ra Kim Ô cổ tộc thần thông đại thuật. Toàn thân lực lượng pháp tắc ngưng tụ, hóa thành ba khỏa nóng bỏng vô cùng diệu dương. Kim Ô đại thần thông, Tam Dương lăng không. Trong thời gian thật ngắn, Lục Thiên Tường tế ra tam trọng thủ đoạn, rõ ràng hắn phản ứng nhanh chóng. Nhưng, hữu dụng không? Một đạo kiếm khí, chảm phá màu đồng cổ đỉnh, tách ra liệt diễm thủy triều, yên diệt ba khỏa sáng chói diệu dương. Cuối cùng hoành không xẹt qua Lục Thiên Tường. Không chỉ như thế, liên đới Lục Thiên Tường bên người mấy vị tùy tùng, Kim Ô cổ tộc sinh linh, đồng thời bị kiếm khí xẹt qua. Cuối cùng, này sợi kiếm khí, bổ ra tại chỗ rất xa hư không, tiêu tán tại vết nứt không gian bên trong. Thiên địa tại thời khắc này, phảng phất yên tĩnh lại. Bên trong tòa thành cổ, hết thảy Dương tộc người, đều là ngốc ngốc nhìn xem. Phảng phất chiêm ngưỡng thần tích, thời gian ngưng kết. Làm sao, khả năng, Lục Thiên Tường con ngươi nổi lên, nhìn về phía tòa thành cổ kia phủ đệ chỗ sâu. Một đạo kiếm khí, vẻn vẹn chẳng qua là một đạo kiếm khí mà thôi. Ầm, cả người hắn trực tiếp nổ tung, bị kiếm khí vô hình, chia cắt vì bọt máu. Kèm thêm bên cạnh hắn một đám Kim Ô cổ tộc sinh linh, đều là từng cái nổ tung, hình thần vẫn diệt, đầy trời huyết vũ, điểm điểm hạ xuống. Hết thảy bên trong tòa thành cổ Dương tộc người xem đến nơi này, đều là có loại hốt hoảng. Kim Ô cổ tộc máu, tại tung bay. Trọng yếu nhất chính là, lần này ngã xuống, có thể là một vị Kim Ô cổ tộc chuẩn đế, càng là 9 đại danh sách một trong. Tin tức này truyền đi, tuyệt đối sẽ nhắc lên oanh động, tại trang viên bên trong. Dương Đức Thiên, Dương Tình, Dương Húc thấy cảnh này, cũng là ngơ ngẩn. Bởi vì Quân Tiêu Dao khuôn mặt quả thực còn quá trẻ, mà lại không giống loại kia thế hệ trước khí chất,
cho nên bọn hắn coi là quân tiêu giao tu vi, làm nhiều cũng hẳn là chuẩn đế chi cảnh. Nhưng là bây giờ, bọn hắn thấy được, quân tiêu giao chẳng qua là tùy ý một đạo kiếm khí đánh tới, liền đem lục thiên tường bực này chuẩn đế danh sách một chiêu miểu sát. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là đại đế cấp nghiền ép lực. Dương Đức Thiên đám người trong lòng rung động, lập tức nghĩ đến một loại khả năng. Thiếu niên đế cấp, chẳng lẽ vị này công tử áo trắng, cùng kia danh chấn nam thương mang lục cửu nha một dạng, đều là thiếu niên đế cấp. Một vị đại đế như thế tuổi trẻ, thiếu niên đế cấp, đứng tại bọn hắn Dương tộc bên này. Chương 3105, thu làm tùy tùng, bồi dưỡng thiếu niên đế cấp, kim ô cổ tộc cự đầu. Công tử, ngài là đại đế. Dương Đức Thiên ngữ khí, cũng là không tự chủ được mang tới một vệt tôn kính. Quân tiêu giao chẳng qua là lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Dương Tỉnh trong đôi mắt đẹp, cũng là kinh ngạc, sau đó có sùng kính cùng với dị sắc. Xem ra bọn hắn đoán không sai, vị này công tử áo trắng, đích đích sắc sắc, là cùng cái kia lục cửu nha một dạng thiếu niên đế. Đến mức Dương Húc càng giống là nghĩ đến cái gì đó. Trực tiếp là đối quân tiêu giao một gối quỳ xuống. Ngươi đây là, quân tiêu giao nhìn thoáng qua, ta muốn bái công tử vi sư. Có thể nói, dùng hắn tu vi hiện tại, coi như cởi ra phù văn xiềng xích, cũng khó có thể cùng Lục Thiên Tường tranh phong. Mà Lục Thiên Tường, tại quân tiêu giao trong tay, lại ngay cả một chiêu đều sống không qua. Thậm chí, đều không có nhìn thấy quân tiêu giao trước mặt, liền bị chém giết. Này cho Dương Húc, mang đến trước nay chưa có trùng kích. Chỉ cần có đủ thực lực, cho dù là kim ô cổ tộc chín đại danh sách, cũng là như giết gà giết chó. Dương Húc biết, mình nếu là một mực bảo trì nằm trong loại trạng thái này đi, vĩnh viễn đều khó có khả năng thay bộ tộc vươn mình, sẽ chỉ trở thành lục cửu nha đám người tư lương. Mà quân tiêu giao, là hắn chỗ có thể bắt lấy, duy nhất một cọng cỏ cứu mạng. Cũng là duy nhất có thể thay đổi mệnh vận hắn tồn tại. Mặc dù quân tiêu giao nhìn qua, hẳn là so hắn còn nhỏ rất nhiều. Nhưng bái một tôn thiếu niên đế cấp vi sư, tuyệt đối không mất mặt, thậm chí, là một loại vô thượng vinh quang. Quân tiêu giao nhìn xem Dương Húc, khẽ lắc đầu nói, ta hiện tại cũng không có thu đồ đệ dự định. Ăn ngay nói thật, đối với Dương Húc tính cách, quân tiêu giao là có chút tán thưởng. Biết chịu nhục, nhưng cũng không giảm trong lòng ngông nghênh. Biết rõ kim ô cổ tộc cho tài nguyên khiến cho hắn trưởng thành, là vì rút hắn máu. Hắn vì mạnh lên, cũng là dứt khoát lựa chọn tu luyện. Có thể nói, bực này tâm tính, tăng thêm bản thân hắn Thái Dương Thánh Thể, còn có Thái Dương Thánh Hoàng huyết mạch. Nếu là như thường tu hành phát dục, thành tựu thiếu niên đế cấp hẳn là không là chuyện không thể nào. Thế nhưng, đối với quân tiêu giao tới nói, hắn chân chính muốn thu nhận đệ tử, vậy tuyệt đối hẳn là muốn vạn cổ vô song tồn tại. Không nói cùng hắn so, nhưng cũng không thể kém quá nhiều. Thiếu niên đế cấp, hoàn toàn chính xác hết sức yêu nghiệt, nhưng còn không đạt được quân tiêu giao trong lòng, thu chính thức đồ đệ tiêu chuẩn. Huống chi Dương Húc hiện tại, còn chưa tới thiếu niên đế cấp. Trước đó quân tiêu giao mặc dù thu qua đồ, nhưng cũng chỉ là ký danh mà thôi, không tính là đệ tử chính thức. Nghe được quân tiêu giao, Dương Húc ánh mắt hơi ảm đạm. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, y nguyên đối quân tiêu giao chắp tay nói. Là thiên phú của ta tu vi quá kém, công tử trướng mắt cũng như thường. Hắn không có một tia đối quân tiêu giao tâm tình tiêu cực. Chỉ cho rằng là chính mình vấn đề. Một bên, Dương Đức Thiên cùng Dương Tình cũng là khe khẽ thở dài. Nhưng, quân tiêu giao ngược lại nói. Mặc dù bây giờ cũng không có thu đồ đệ dự định. Nhưng cũng có thể chỉ bảo ngươi một ít. Ngày sau ngươi nguyện ý có thể trở thành ta tùy tùng. Dĩ nhiên, hết thảy đều theo tâm ý của ngươi. Dương Húc, mặc dù còn không đạt được quân tiêu giao trong suy nghĩ, chính thức đồ đệ tiêu chuẩn. Nhưng khi cái tùy tùng, vẫn là có thể. Chỉ cần quân tiêu giao nguyện ý, hắn có biện pháp, cũng có năng lực, đem Dương Húc bồi dưỡng thành một vị thiếu niên đế cấp. Dù sao hắn nội tình rất không tệ, là cái có thể thành tài. Thiếu niên đế cấp làm tùy tùng của hắn, cũng xem như đủ tư cách đi. Thật sao, đa tạ công tử. Dương Húc trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Dương Đức Thiên cùng Dương Tình trên mặt cũng là lộ ra ý cười. Quân tiêu giao nói là chỉ bảo, nhưng trước muốn làm, vẫn là phải đem trong cơ thể ngươi phù văn xiềng xích diệt trừ. Này xiềng xích sẽ một mực hạn chế giam cầm ngươi. Có thể là, phù văn này xiềng xích, chính là kim ô cổ tộc một vị đế trung cự đầu tự tay bày. Dương Đức Thiên nói, quân tiêu giao cười một tiếng. Một chỉ điểm hướng Dương Húc ngực. Pháp tắc bí lực khoách tán. Lập tức, Dương Húc trên thân, cái kia màu đen ấn ký cùng phù văn bị xông phá, cả người triệt để khôi phục tự do. Giữa thiên địa, cái kia mỏng manh linh khí, tựa hồ cũng bạo động, điên cuồng hướng Dương Húc trong cơ thể hội tụ. Cái gì? Dương Húc chính mình cũng là bối rối. Dương Đức Thiên cùng Dương Tình cũng là như thế. Đây chính là đế trung cự đầu tự tay bày phù văn xiềng xích. Quân tiêu giao lại có thể một chiêu phá giải. Điều này đại biểu cái gì?
Dương Đức Thiên trong lòng nhấc lên thủy triều. Quân Tiêu Dao, so hắn tưởng tượng, còn muốn càng mạnh. Tốt, tiếp đó, cũng là có thể thuận tiện cùng một chỗ chỉ vào các ngươi Dương tộc một phiên. Quân Tiêu Dao nói, công tử, cái kia Kim Ô cổ tộc danh sách ngã xuống, sợ là về sau, Dương Đức Thiên y nguyên có lo lắng. Hắn dù sao cũng là hiện tại Dương tộc bối phận cao nhất người, muốn nhìn chung cả một tộc bầy. Không cần phải lo lắng. Quân Tiêu Dao nói, có hắn lời này, Dương Đức Thiên mấy người cũng không lại nói cái gì. Về sau, Quân Tiêu Dao đợi tại tòa cổ thành này, chỉ bảo Dương Húc Dương Tỉnh đám người. Đồng thời cũng có một chút mặt khác Dương tộc người ở đây lắng nghe. Càng về sau, thậm chí phụ cận địa vực một chút Dương tộc người, cũng là tụ đến. Nghiễm nhiên như triều thánh, đi vào tòa cổ thành này, lắng nghe Quân Tiêu Dao giảng đạo. Mà cùng một thời gian, có quan hệ Lục Thiên Tường ngã xuống tin tức cũng là truyền ra ngoài. Dù sao Lục Thiên Tường tới thời điểm, tại giới này vực chung quanh là có không ít tu sĩ trong bóng tối quan tâm. Sau này Lục Thiên Tường cũng chưa hề đi ra. Có người thì thông qua một chút phương pháp thấy được. Tại Dương tộc bên trong tòa thành cổ, một đạo khủng bố vô biên kiếm khí bắn ra, trực tiếp liền dây Lục Thiên Tường đám người. Tin tức này truyền ra, trực tiếp vỡ tổ. Nếu là đổi lại lúc khác, có lẽ còn không đến mức lưu truyền nhanh như vậy. Vấn đề là, Lục Thiên Tường trước đó không lâu, mới vừa ở chiêu thân hội bên trên thanh danh đại chấn. Cho nên hắn ngã xuống, mới càng thêm khơi dậy rất nhiều nghị luận, hơn nữa còn tại dùng cực kỳ tốc độ khủng khiếp lan tràn. Rất nhiều người đối với cái này đều là vỗ tay khen hay. Dù sao, Kim Ô cổ tộc đối Dương tộc hãm hại, rất nhiều người đều là cực kỳ xem thường. Nhưng bọn hắn không có dũng khí đó cùng quyết đoán, thay Dương tộc ra mặt cùng Kim Ô cổ tộc tranh phong. Cho nên hiện tại, ra một cái dạng này nhân vật thần bí, trợ giúp Dương tộc, giết Kim Ô cổ tộc danh sách. Rất nhiều lòng người bên trong đều là thoải mái vô cùng. Nhưng cũng có người lo lắng, vị thần bí nhân kia vật có hay không có năng lực kháng trụ Kim Ô cổ tộc áp lực, dù sao coi như là đại đế, cô đơn chiếc bóng đối mặt Kim Ô cổ tộc cũng là không có chút nào phần thắng. Cái kia nhưng là chân chính xếp tại 10 vị trí đầu mạnh chủng tộc, cho nên cũng có người cảm thấy vị kia giết Lục Thiên Tường người thần bí có chút xúc động. Đến mức Kim Ô cổ tộc lúc này liền có phản ứng, có đại nhân vật chấn nộ, đặc biệt là Lục Thiên Tường một mạch kia tộc nhân. Lần này chết cũng không phải trước đó cái kia mấy con A Miêu A Cẩu, mà là Kim Ô cổ tộc tối vi xuất chúng 9 đại danh sách một trong. Lục Thiên Tường này nhất mạch đại đế, thậm chí còn có một vị cự đầu cấp trưởng lão, đều là tự mình xuất động, buông xuống tại Dương tộc cổ thành. Bên trong tòa thành cổ, Quân Tiêu Dao đang ở chỉ bảo Dương Húc Dương Tinh đám người tu hành. Ánh mắt của hắn nhấc lên một chút, nhìn về phía nơi xa thương khung. Mấy bóng người hiển hiện, giống như là mấy vầng mặt trời buông xuống tại nơi này. Đem chung quanh thiên địa càn khôn đều phổ chiếu một mảnh sáng loáng. Liền là ngươi, trong đó một vị đế cảnh cường giả, nhìn về phía Quân Tiêu Dao, trong mắt sát ý cùng lạnh lẽo, cơ hồ muốn tràn ra. Lục Thiên Tường, là hắn này nhất mạch coi trọng nhất hậu nhân. Kết quả là dạng này không minh bạch bị giết. Hắn liền muốn xuất thủ. Mà ở vào vị trí đầu não một vị kim bào nam tử trung niên, lại hơi hơi đè ép tay, đánh giá liếc mắt Quân Tiêu Dao. Hắn là Kim Ô cổ tộc một vị cự đầu cấp trưởng lão. Tên là Lục Nam, thân phận khá cao. Không biết đạo hữu từ đâu tới, vì sao muốn giết ta tộc danh sách. Chương 3106, Lục Nam kiêng kỵ, đại nhật kim diễm che giấu. Cùng vị kia đế cảnh cường giả so sánh. Thân là đế trung cự đầu Lục Nam trưởng lão. Càng có thể phát giác được. Quân Tiêu Dao, mặc dù mặt ngoài nhìn qua, khí tức tại đế cảnh. Mà lại hẳn là đế cảnh hậu kỳ tả hữu. Nhưng tổng cho hắn một loại không hiểu kinh hồn táng đảm cảm giác. Phải biết, đế cảnh thất trọng thiên đẳng cấp là cực kỳ xâm nghiêm. Nói như vậy, tuyệt đối là khó mà nhảy vọt. Trừ phi là cái gì vạn cổ vô song yêu nghiệt, hoặc là thiếu niên đế cấp. Liền như là hắn Kim Ô cổ tộc thiếu niên đế, Lục Cửu Nha như vậy. Nhưng giống ít như vậy năm đế cấp, lại có bao nhiêu đâu, nghe được vị này Lục Nam trưởng lão. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, ta bất quá là nhàn vân dã hạc, theo nên tới chỗ tới. Đến mức vì sao muốn giết người Kim Ô cổ tộc người. Rất đơn giản, bởi vì nên giết. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Khiêu khích ta Kim Ô cổ tộc, ngươi là muốn chết. Một bên, vị kia đế cảnh Kim Ô, trong con ngươi có sáng chói màu vàng kim ngọn lửa cháy bừng bừng dâng lên mà ra. Hắn Kim Ô cổ tộc, đứng sừng sững nam thương mang lâu đời tuế nguyệt. Còn là lần đầu tiên đụng phải, dám như thế khiêu khích Kim Ô cổ tộc người. Coi như là đại đế, cũng phải thanh toán. Mà Lục Nam trưởng lão, lông mi chìm xuống. Quân Tiêu Dao càng như vậy nói. Hắn càng là cảm thấy có chỗ nào không đúng sức lực. Người trẻ tuổi này, quá nặng lấy bình tĩnh. Thậm chí, để cho người ta cảm thấy, giống như là đang chờ con mồi tới cửa. Mà lúc này, Quân Tiêu Dao bên người.
Dương Húc thấy vị này Lục Nam trưởng lão, trong ánh mắt bắn ra một vệt đến cực điểm lãnh ý. Là ngươi? Dương Húc đứng ra, cho dù hắn hiện tại chuẩn đế tu vi, cùng Lục Nam trưởng lão cự đầu cấp tu vi so sánh, một cái là trời, một cái là đất. Nhưng hắn giờ phút này, vẫn có quyết đoán cùng dũng khí, đứng ra cùng hắn giằng co. Làm sao? Quân Tiêu Dao nhìn Dương Húc liếc mắt. Trong cơ thể ta phù văn xiềng xích, chính là hắn sở thiết hạ. Dương Húc lộ ra khắc cốt lãnh ý. Các ngươi còn chưa có tư cách, ở đây chó sủa. Lục Nam trưởng lão ngữ khí đạm mạc. Dương Húc đứng ra một bước nói, các ngươi nếu là dám động công tử, ta liền ngay tại chỗ tự vận, để cho các ngươi vĩnh viễn cũng tìm không thấy cái chỗ kia. Mặc dù trong khoảng thời gian này ở chung, nhưng Dương Húc đám người biết, Quân Tiêu Dao tu vi thâm bất khả chắc. Nhưng trước mắt, dù sao có một vị đế trung cự đầu, còn có một vị đại đế, cùng với mặt khác vài vị kim ô cổ tộc cường giả. Bọn hắn không rõ ràng Quân Tiêu Dao chiến lực chân chính, cho nên bản năng suy đoán, Quân Tiêu Dao đối mặt trận này cho, có lẽ cũng có áp lực. Bởi vậy, Dương Húc sớm đã nghĩ kỹ, ít nhất lần này, hắn muốn giúp Quân Tiêu Dao. Ngươi! Còn lại vài vị kim ô cổ tộc tu sĩ, đều là trong mắt chứa sát ý. Này Dương tộc người, thật sự cho rằng có một vị đại đế chỗ dựa, liền có thể tùy ý làm bậy sao? Lục Nam trưởng lão con mắt khẽ híp một cái, nói, ngươi cho rằng sinh tử của ngươi cho phép ngươi tới sao? A, không đúng, ngươi! Lục Nam trưởng lão đầu tiên là lạnh lùng, nhưng sau một khắc, hắn dường như cảm ứng được cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút. Dương Húc quát lạnh nói, công tử đã đem trong cơ thể ta xiềng xích cởi ra, sinh tử do ta, không khỏi các ngươi. Lục Nam trưởng lão mặt sắc ngưng tụ. Hắn chỗ bày xiềng xích, đây chính là có được đế trung cự đầu pháp tắc. Chính là ngang cấp, đều không nhất định có thể trực tiếp phá vỡ. Chẳng lẽ vị này bạch y nam tử, là đế trung cự đầu, nhưng khí tức cũng không đúng a, rõ ràng liền là đế cảnh. Lục Nam trưởng lão đều là có chút do dự. Vị này bạch y nam tử, quá tà môn. Mặt khác, Dương Húc uy hết cũng là nhường vài vị kim ô cổ tộc người, sắc mặt chỉnh nhưng. Bọn hắn sở dĩ giữ lại Dương Húc vị này thái dương thánh thể, thậm chí còn khiến cho hắn tu hành. Ngoại trừ cống hiến thánh thể tinh huyết bên ngoài, còn có một cái khác càng thêm nguyên nhân trọng yếu. Nguyên nhân kia, liên quan đến bọn hắn kim ô cổ tộc một cái đại mục tiêu, không cho sơ thất, cho nên mới bố trí xiềng xích. Phù văn này xiềng xích, nhường Dương Húc, thế nào sợ rằng muốn tự vận, đều không thể nào làm được. Mà bây giờ, Dương Húc lại là có năng lực tự vận. Điểm này, Lục Nam trưởng lão bọn người là không nghĩ tới. Phải chết, này ti tiện Dương tộc người, cũng dám uy hiếp ta các loại. Còn lại vài vị kim ô cổ tộc cường giả, đều là thở gấp. Lục Nam trưởng lão, khoát tay áo. Nhìn Quân Tiêu Dao cùng với Dương Húc liếc mắt. Rất tốt, hôm nay tạm thời coi như thôi. Bất quá ta cảm thấy, ngươi dù cho vì bộ tộc mối thù, cũng sẽ không tự vận. Nếu là thức thời lời, liền thành thật thật đợi ở chỗ này. Mặt khác, Lục Nam trưởng lão nhìn về phía Quân Tiêu Dao, vị đạo hữu này, chúng ta sẽ gặp lại. Lục Nam trưởng lão hất lên ống tay áo, thân hình hóa thành hỏa diễm lưu quang, độn không mà đi. Vị kia đế cảnh kim ô, dù cho dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể tạm thời dừng tay, căm giận rời đi. Trưởng lão, vì sao muốn buông tha người kia? Coi như hắn là đế cảnh, chờ ta ra tay, cũng có thể tiêu diệt đi. Rời đi vô danh tiểu giới về sau, kim ô cổ tộc đế cảnh cường giả nhịn không được nói. Lục Nam trưởng lão khẽ lắc đầu, người kia, không có đơn giản như vậy. Về sau, phái người đi điều tra một phiên, hắn đến tột cùng là gì lai lịch. Không có một chút lực lượng, là không dám như vậy khiêu khích ta tộc. Cái kia đế cảnh cường giả nghe vậy, cũng là không nói gì. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, Lục Nam trưởng lão sở dĩ không có nhất thời xúc động ra tay, còn có một nguyên nhân khác. Chính là, đối mặt vị kia công tử áo trắng, liền hắn vị này đế trung cự đầu, đều lòng có một tia kiêng kỵ. Dương tộc cổ thành, lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Bên trong tòa thành cổ, hết thảy vẻ mặt căng cứng Dương tộc người, trong lòng đều là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chợt nhìn về phía Quân Tiêu Dao tầm mắt, cơ hồ là mang theo cùng nhiệt sùng bái. Bọn hắn biết, mặc dù Lục Nam đám người rút đi, có Dương Húc uy hiếp nhân tố ở bên trong. Nhưng rõ ràng, Quân Tiêu Dao khẳng định cũng làm cho Lục Nam đám người trong lòng có kiêng kỵ. Bằng không, dùng kim ô cổ tộc bá đạo, Lục Nam không có khả năng đã bình ổn chờ tư thái cùng Quân Tiêu Dao đối thoại. Quân Tiêu Dao trong mắt bọn hắn, không thể nghi ngờ là trở nên càng thêm thần bí khó lường. Ca, ngươi cũng không nên nói cái gì muốn đi tự vận loại hình. Dương Tỉnh đi tới, vỗ vỗ ngực, một bộ nghĩ mà sợ bộ dáng. Công tử đối với chúng ta tốt như vậy, ta cũng muốn giúp đỡ chút. Dương Húc vò đầu cười cười. Hắn bình thường khí chất lăng lệ, thần sắc lạnh lùng, nhưng giờ phút này lại có loại chất pháp. Dương Húc làm người chuẩn tắc cũng rất đơn giản. Có ân báo ân, có cửu báo cửu, chỉ đơn giản như vậy.
nhìn xem cái kia nói chuyện với nhau hai huynh muội, Quân Tiêu Dao cũng là mỉm cười. Không hiểu, nghĩ đến hắn cái kia tiện nghi muội muội Vân Khê, hẳn là cũng đã tới Thương Mang Tinh không đi, cũng không biết ở nơi nào. Đợi xử lý xong một loạt chuyện này, Quân Tiêu Dao cũng muốn, có phải hay không nên đi tìm một cái các nàng. Khương Thánh Y, Khương Lạc Ly, Vân Khê, Diên Triệt, Đông Phương Ngạo Nguyệt các loại, bất quá dưới mắt, hắn vẫn phải nắm Dương tộc sự tình xử lý tốt. Đúng rồi, mới vừa, bọn hắn đối với sinh tử của ngươi, tựa hồ hết sức là để ý. Hẳn là không chỉ là bởi vì Thái Dương Thánh Thể đơn giản như vậy a. Quân Tiêu Dao dò hỏi. Dương Đức Thiên giải thích nói, chuyện này, kỳ thật cũng liên quan đến ta Dương tộc một kiện che giấu. Cũng là Kim Ô cổ tộc mơ ước chỗ. Bất quá công tử đối với chúng ta Dương tộc có đại ân, không có gì không thể nói. Quân Tiêu Dao nghe nói, hứng thú, chẳng lẽ là hắn muốn biết cái kia. Công tử có thể từng nghe tới bốn lớn hỗn độn nguyên linh. Dương Đức Thiên nói, Quân Tiêu Dao đáy lòng thở dài, quả thật như thế. Tự nhiên sẽ hiểu, thực không dám giấu giếm, ta chính là vì tìm kiếm hỗn độn nguyên linh, đại nhật kim diễm tới. Cho nên, các ngươi cũng không cần nắm ta nghĩ quá mức cao thượng, ta cũng là ôm lấy mục đích tới. Quân Tiêu Dao hết sức thản nhiên, không có che giấu cái gì. Loại tình huống này, che che giấu giấu, ngược lại rơi tầm thường. Thì ra là thế. Dương Đức Thiên đám người nghe vậy, cũng là không có quá nhiều ngoài ý muốn. Quân Tiêu Dao như vậy minh bạch rõ ràng, rất thẳng thắn, ngược lại là để bọn hắn càng có hảo cảm. Ai, bằng vào chúng ta Dương tộc thực lực bây giờ, cũng không có khả năng có được đại nhật kim diễm. Coi như cho chúng ta cũng không giữ được. Cho nên, cùng hắn bị cái kia Kim Ô cổ tộc đạt được, chúng ta cũng là càng muốn nhường công tử đạt được. Dương Đức Thiên nói. Dương Húc, Dương Tình, cũng là ở một bên gật đầu. Quân Tiêu Dao đã hoàn toàn đạt được tín nhiệm của bọn hắn. Vậy nhưng không cùng ta giảng giải một thoáng chân tướng. Quân Tiêu Dao hỏi. Dương Đức Thiên gật đầu. Này cũng là bọn hắn Dương tộc đại bí. Chương 3107, đại nhật kim diễm chỗ trên mặt đất, 10 đại kỳ quan một trong, thang cốc. Lúc trước, Dương tộc Thái Dương Thánh Hoàng, có được đại nhật kim diễm, còn có một gốc bất tử phù tang thần thụ. Đây đối với Kim Ô cổ tộc tới nói, đều là cực kỳ ngấp nghé, khát vọng đồ vật. Nhưng lúc đó, Dương tộc chính là trăm cường trong chủng tộc bài danh 10 vị trí đầu cường đại chủng tộc. Kim Ô cổ tộc khi đó, mặc dù tại trăm cường trong chủng tộc, cũng xếp tại 20 người đứng đầu. Nhưng cũng không cách nào cùng Dương tộc đối kháng. Sau đó đến, Thương Mang lịch trải qua ảm giới chi kiếp, toàn bộ tinh không đều tại vượt kiếp. Nam Thương Mang tự nhiên cũng không cách nào không đếm xỉa đến. Khi đó, Kim Ô huyền đế đưa ra yêu cầu, muốn hướng Thái Dương Thánh Hoàng, mượn đại nhật kim diễm tu luyện đột phá, đối kháng ảm giới. Thái Dương Thánh Hoàng vì chúng sinh đại nghĩa, đáp ứng. Nhưng Thái Dương Thánh Hoàng cũng tuyệt không phải cái gì ngây thơ thế hệ. Chỉ cho Kim Ô huyền đế đại nhật kim diễm con diễm, về sau biến thành Kim Ô cổ tộc Kim Ô Diệu Dương Hỏa. Kỳ thật khi đó, Kim Ô huyền đế liền lòng có kẽ hở, đối với Thái Dương Thánh Hoàng cử động lần này rất là không vừa lòng. Sau này, Thái Dương Thánh Hoàng cùng ảm giới mạnh đại ma vương đối kháng, chém giết, cuối cùng hy sinh bản thân. Kèm thêm lấy Dương tộc thập đại cường giả người, đều là vẫn lạc 7-8 phần. Toàn bộ Dương tộc, đều là bị trọng thương. Mà Kim Ô cổ tộc, thì cũng không có như, bọn hắn cam kết đi thông suốt lấy hết tất cả đối kháng ảm giới, cho nên hy sinh cũng không lớn. Về sau, Dương tộc chính là bắt đầu suy sụp, một đường rơi xuống khỏi thập cường chủng tộc, Kim Ô cổ tộc, bởi vì không có tổn thất quá lớn mất, cho nên ngược lại thừa cơ mà lên. Không chỉ như thế, còn một mực chèn ép Dương tộc, theo Dương tộc hấp huyết, lớn mạnh bản thân. Cuối cùng Kim Ô cổ tộc, thay thế Dương tộc, trở thành thập cường chủng tộc. Tại cái kia về sau, Kim Ô cổ tộc, vẫn muốn đạt được Thái Dương Thánh Hoàng đã từng có được đại nhật, Kim Diễm cùng bất tử phù tang thần thụ. Nhưng Thủy Chung cũng không tìm tới, Kim Ô cổ tộc từng ép hỏi Dương tộc lại cũng không nói đến bất cứ tin tức gì. Thẳng đến về sau, Kim Ô cổ tộc mới đã điều tra xong. Tại Nam Thương Mang mỗ một chỗ trận pháp che giấu thần bí chi địa, có một tòa nhật nguyệt tế đàn, chính là Thái Dương Thánh Hoàng cùng Thái Âm Nguyệt Hoàng chung nhau chế tạo, nghe đồn mở ra tế đàn, liền có thể tìm được trong truyền thuyết Thang Cốc. Mà Thang Cốc, chính là Thương Mang Tinh không 10 đại kỳ quan một trong, càng có nghe đồn, Thái Dương Thánh Hoàng đại nhật kim diễm cùng bất tử phù tang thần thụ, liền là theo Thang Cốc ở bên trong lấy được. Thái Dương Thánh Hoàng cuối cùng, khả năng đem đại nhật kim diễm cùng bất tử phù tang thần thụ, giấu ở bên trong Thang Cốc. Bất quá, mong muốn mở ra tòa kia nhật nguyệt tế đàn, lại là cần một cái đặc thù điều kiện. Cái kia chính là muốn Thái Dương Thánh Thể cùng Thái Âm Thánh Thể đồng thời xuất hiện, mới có thể làm đến. Dương tộc Thái Dương Thánh Hoàng, cùng Nguyệt Hoàng Thế Gia Thái Âm Nguyệt Hoàng, phân biệt là Thái Dương Thánh Thể cùng Thái Âm Thánh Thể. Mà hai người bọn họ, là một đôi quyến lữ, cho nên đây cũng là mở ra nhật nguyệt tế đàn điều kiện.
mà Nam Thương mang, đã thật lâu đều chưa từng xuất hiện hai loại thể chất. Cũng chính là khi đó, Kim Ô cổ tộc mới tạm thời dừng lại chèn ép Dương tộc. Bởi vì Dương tộc có Thái Dương Thánh Hoàng huyết mạch, nói không chừng đằng sau xảy ra một vị Thái Dương Thánh thể. Sau đó đến, cũng thật sự ra một vị, liền là Dương Húc, cha mẹ của hắn, là Dương tộc dòng chính tộc nhân, sau này bị Kim Ô cổ tộc mưu hại. Mặt khác, Nguyệt Hoàng thế gia bên này, cũng ra một vị Thái Âm Thánh thể, Mộ Thường Hy. Lần này, điều kiện đều là có. Bất quá, bởi vì Nguyệt Hoàng thế gia, còn có một ít nội tình tồn tại, cho nên Kim Ô cổ tộc, không có khả năng giống chèn ép Dương tộc như vậy, chèn ép Nguyệt Hoàng thế gia, cho nên, mới áp dụng thông gia thủ đoạn. Nhưng Lục Cửu Nha cưới Mộ Thường Hy, vậy dĩ nhiên liền có thể thuận lý thành chương đạt được nàng. Sau đó lại mang lên Dương Húc cùng một chỗ, đi Nhật Nguyệt tế đàn, khóa chặt Thang Cốc Hạ Lạc, tìm tới Đại Nhật Kim Diễm cùng Bất Tử Phù Tang Thần Thụ. Chính là bởi vậy, Dương Húc tồn tại là rất trọng yếu. Nghe xong Dương Đức Thiên một phen, Quân Tiêu Dao cũng xem như triệt để hiểu rõ Kim Ô cổ tộc, Dương tộc, Nguyệt Hoàng thế gia một chút chân tướng. Lúc này, trong đầu hắn lại đã lâu vang lên hệ thống thân thiết đinh đinh tiếng. Keng, chúc mừng ký chủ, mới đánh dấu đã quét mới, thỉnh tại Thang Cốc đánh dấu. Quân Tiêu Dao bất động thanh sắc, thầm nghĩ lấy, hệ thống này càng lúc càng lười, quét mới tốc độ càng ngày càng chậm. Còn có thể hay không chi lăng đi lên, bất quá có dù sao cũng so không có muốn tốt. Bất luận như thế nào, Thang Cốc hắn đều là đến đi một chuyến. Cái kia nói như vậy, Nguyệt Hoàng thế gia Thái Âm Thánh thể, cũng là nơi mấu chốt. Quân Tiêu Dao nói, hoàn toàn chính xác. Dương Đức Thiên nhẹ gật đầu. Quân Tiêu Dao suy nghĩ một chút, sau đó hướng phía hư không xem xét. Giơ tay lên, hư không vặn vẹo. Lập tức, mấy cái tu sĩ theo bên trong lăn ra tới. Cái này, mấy vị kia tu sĩ đều là mắt trợn tròn. Bọn hắn bất quá là ở ngoại giới xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng mà thôi, làm sao đột nhiên liền bị bắt vào tới. Chớ khẩn trương, ta chẳng qua là hỏi các ngươi một chút liên quan tới Nguyệt Hoàng thế gia tình huống. Quân Tiêu Dao nói, mấy vị này tu sĩ đều là sau lưng lạnh thấm mồ hôi. Vị này tuổi trẻ từng tới điểm bạch y nam tử, liền là trước đó giết Kim Ô cổ tộc danh sách người. Mà lại trước đó, bọn hắn thấy được, Kim Ô cổ tộc cự đầu cấp trưởng lão đám người, hóa thành lưu quang bỏ chạy. Nói cách khác, mặc dù cự đầu cấp cường giả đến đây, cũng không làm gì được vị này công tử áo trắng sao. Nghĩ đến nơi này, mấy vị này tu sĩ, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này người khủng bố như vậy. Bọn hắn tự nhiên không dám có chút giấu giếm, đem liên quan tới Nguyệt Hoàng thế gia một chút tin tức, đều nói cho Quân Tiêu Dao. Triều thần hội võ, đột nhiên xuất hiện nguyên sư. Cuối cùng bởi vì môn không đăng hộ không đối, mà tư cách hết hiệu lực. Nguyệt Hoàng thế gia còn đem tổ chức trận thứ hai chọn rể. Nghe đến mấy cái này tin tức sau, Quân Tiêu Dao bỗng nhiên cười cười. Cái kia Diệp Vũ, thật đúng là không an phận, ở đâu đều có thể làm xảy ra chuyện. Bất quá ngẫm lại cũng rất bình thường. Giả heo ăn thịt hổ, điếu ti nghịch tập đánh mặt, cưới bạch phú Mỹ. Này chẳng lẽ không phải thiên mệnh chi tử kinh điển nhất kiều đoạn sao? Ban đầu nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Diệp Vũ cùng Mộ Thường Hy có lẽ là có thể phát sinh một điểm gì đó sự tình. Thậm chí, Mộ Thường Hy sẽ trở thành vì Diệp Vũ hậu cung một trong, hiền nội trợ. Chớ nói chi là, nàng vẫn là Thái Âm Thánh thể, như thật cùng Diệp Vũ thành thân, đối với hắn tu hành trợ giúp cũng rất lớn. Dù sao Thái Âm Thánh thể, có thể là nam nhân tu luyện máy gia tốc. Nhưng không biết, có phải hay không Quân Tiêu Dao thu hoạch Diệp Vũ, thu hoạch nhiều lắm. Giống như Diệp Vũ hiện tại vận khí, tựa hồ cũng có chút cõng. Bạch Phú Mỹ không có cưới thành. Ngược lại là để cho mình trở thành bầy trào đối tượng. Quân Tiêu Dao tiện tay hất lên, đem những tu sĩ kia đưa tiễn. Một bên, Dương Đức Thiên cao mày nói, nếu để cho Kim Ô cổ tộc đạt được Nguyệt Hoàng thế gia Thái Âm Thánh thể, sợ là sẽ phải để bọn hắn chiếm cứ chủ động. Quân Tiêu Dao nói, hoàn toàn chính xác, mà lại đi qua cái kia Lục Thiên Tường giáo huấn. Lần này, coi như cái kia Lục Cửu Nha không đến, đoán chừng cũng sẽ phái cái càng cường lực hơn nhân vật. Công tử kia ngài. Dương Đức Thiên bọn người là nhìn về phía Quân Tiêu Dao, trong lúc bất chi bất giác, Quân Tiêu Dao trở thành bọn hắn chủ tâm cốt. Cũng chỉ có Quân Tiêu Dao có thể cứu vớt bọn họ Dương tộc tại trong nước lửa. Chuyện này, ta sẽ xử lý. Đại Nhật Kim Diễm cùng Bất Tử Phù Tang Thụ, cũng không thể rơi vào Kim Ô cổ tộc trong tay. Chương 3108, hắn Dạ Quân Lâm tham gia chọn rể, cùng ta Quân Tiêu Dao có quan hệ gì? Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng cụ thể làm, tựa hồ chỉ có một cái biện pháp. Liền là tham gia hội võ chọn rể, cưới Mộ Thường Hy. Bất quá Quân Tiêu Dao cũng không muốn vô duyên vô cớ nhặt một cái tiện nghi lão bà. Hắn đối với một nửa khác, không chỉ phải đi thận, vẫn phải để ý. Không có tình cảm cơ sở, hắn không muốn cưới bất kỳ nữ nhân nào, như thế liền cùng máy ủi đất không có khác biệt. Mặc dù dùng tư chất của hắn điều kiện, hoàn toàn có năng lực làm như vậy. Chỉ cần nghĩ,
thành lập một cái hậu cung thần quốc cũng không phải vấn đề gì. Như Thánh Y, Lạc Ly, biết ta tham gia cái chiêu gì thân, đoán chừng cũng sẽ cười ta đi. Quân Tiêu Dao trong lòng thầm nghĩ, hắn cũng không phải cái gì thê quản nghiêm, mà lại lấy các nàng đối Quân Tiêu Dao yêu thầm, coi như Quân Tiêu Dao thật lại cưới, các nàng cũng chỉ sẽ vì Quân Tiêu Dao lo lắng lấy nghĩ. Khương Lạc Ly trước kia cũng là một cái nhỏ bình giấm chua, bất quá bây giờ cũng thành thục rất nhiều. Nhưng, cái kia Thái Âm Thánh Thể, không thể rơi vào Kim Ô cổ tộc trong tay. Quân Tiêu Dao thầm nói, sau đó, hắn có một cái ý nghĩ. Vì cái gì, không cho Minh Vương thân đi đâu, hắn Dạ Quân Lâm tham gia chọn rể đại hội, cùng ta Quân Tiêu Dao có quan hệ gì, mà lại dù cho dùng Minh Vương thân đơn độc thực lực, đối phó Kim Ô cổ tộc đám kia danh sách, dư xài. Huống hồ Dương Húc bên này, Quân Tiêu Dao cũng phải chiếu khán một ít, miễn cho Kim Ô cổ tộc động thủ cái gì đoạn. Ta cùng Minh Vương thân, một cái tại sáng, một cái ở trong tối, cũng vừa tốt có khả năng phối hợp làm việc. Quân Tiêu Dao quyết định chú ý, quyết định cứ như vậy làm. Nhường Minh Vương thân, tham gia chọn rể. Hắn chuyện bên kia, hẳn là cũng xử lý không sai biệt lắm. Sau đó thời gian, Quân Tiêu Dao một mực đợi tại Dương tộc cổ thành. Kim Ô cổ tộc, cũng là tạm thời không có người tới. Quân Tiêu Dao cũng hiểu rõ, vị kia Kim Ô cổ tộc trưởng lão, hẳn là đi phái người điều tra bối cảnh của hắn. Vị trưởng lão kia, có lẽ là đã nhận ra hắn thâm tàng bất lộ, cho nên cũng là có một tia cẩn thận. Xí Dương giới, Kim Ô cổ tộc chỗ trụ sở, một tòa kim bích huy hoàng đại điện bên trong. Vị kia Lục Nam trưởng lão, đang xếp bằng ở thủ tọa, nghe thủ hạ tộc nhân giảng tìm hiểu tình hình. Trưởng lão, vị kia Bạch Y Nam tử lai lịch quả thật không tầm thường. Chúng ta phái người đi đã điều tra một phiên, nhiều mặt so sánh sau. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là đến từ Đông Thương mang Thiên Dụ Tiên Triều. Là Thiên Dụ Tiên Triều Tiêu Dao Vương. Đã từng cứu ra Thiên Dụ Tiên Triều cổ tổ Khương Ngọa Long. Đồng thời còn tại Thái Cổ Tinh Thần Hải, náo động lên không ít chuyện. Càng nghe đồn hắn, còn dám khiêu khích Thủy Tổ Long Tộc, giết Thủy Tổ Long Tộc ba đầu Thiên Long nhất mạch thiếu chủ. Từng kiện tình báo nói ra. Lục Nam trưởng lão hơi hơi chìm lông mày. Mà một bên, vị kia nguyên bản bởi vì không đối Quân Tiêu Dao động thủ, mà có chút khó chịu đế cảnh cường giả. Giờ phút này biểu lộ hơi có chút cứng đờ yên lặng. Cái kia công tử áo trắng, lại có bực này lai lịch, Lục Nam trưởng lão sau khi nghe xong, lắc đầu nói, khó trách, liền Thủy Tổ Long tộc đều không để vào mắt, dám khiêu khích ta tộc, đảo cũng hợp tình hợp lý. Có thể là trưởng lão, coi như thế, vậy cũng không thể nhường cái kia Tiêu Dao Vương tùy ý làm vậy. Nơi này là Nam Thương Mang, không phải Đông Thương Mang. Vị kia đế cảnh cường giả y nguyên không cam lòng, cảm thấy hắn này nhất mạch Lục Thiên Tường, chết quá oan. Lục Nam trưởng lão hơi hơi trầm ngâm, thân phận của hắn, cũng là có chút phiền toái. Nếu là Thiên Dụ Tiên Triều đồng dạng người thì cũng thôi đi, nhưng hắn lưng tựa Khương Ngọa Long. Nếu là chọc cái kia Khương Ngọa Long, sợ là muốn kinh động Huyền Đế Đại Nhân. Không cần thiết quấy rầy lão nhân ra ông ta. Trong miệng hắn Huyền Đế Đại Nhân, chính là Kim Ô Huyền Đế, Kim Ô cổ tộc nội tình nhân vật, Định Hải Thần Châm. Chính là cùng Thái Dương Thánh Hoàng cùng lúc hóa thạch sống. Ngày đó bay liệng chẳng lẽ liền chết vô ích? Vị kia đế cảnh cường giả nói. Lục Nam trưởng lão lắc đầu, con mắt híp lại, tràn ra một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Dĩ nhiên không phải, lại xem cái kia Tiêu Dao Vương, kế tiếp còn có động tác gì. Nhưng trước mắt, chúng ta cần chuyên chú vào chính sự, cái này liên quan đến tộc ta bộ tộc việc lớn, không thể bởi vậy ra mảy may sai lầm. Chỉ muốn lấy được cái kia Thái Âm Thánh Thể, về sau liền có thể nghĩ biện pháp mở ra Nhật Nguyệt Tế Đàn. Nếu ta tộc có thể được đến truyền thuyết kia bên trong Đại Nhật, Kim Diễm cùng với Bất Tử Phù Tang Thần Thụ. Cái kia Huyền Đế Đại Nhân, liền có càng tiến một bước khả năng. Kèm thêm tộc ta, đều có thể lại lần nữa dâng lên một bậc thang. Cũng chưa chắc không thể hướng cái kia bá tộc hàng ngũ khởi xướng trùng kích. Đến lúc đó, Thiên Dụ Tiên Triều, cũng không thể chế trụ chúng ta. Kim Ô cổ tộc, dã tâm rất lớn. Trên thực tế, bài danh 10 vị trí đầu cường tộc, dã tâm đều rất lớn, đều nghĩ đưa thân tiến vào bá tộc hàng ngũ. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Lục Nam trưởng lão sợ lúc này, đối phó Quân Tiêu Dao, sẽ đem Thiên Dụ Tiên Triều liên lụy vào. Vậy bọn hắn Kim Ô cổ tộc, liền vô pháp an tâm đi tìm Tình Thăng Cốc, tìm Đại Nhật Kim Diễm cùng Bất Tử Phù Tang Thần Thụ. Thật đúng là có chút khó chịu a. Vị kia đế cảnh cường giả nói. Yên tâm, dám giết tộc ta người, cuối cùng rồi sẽ có thanh toán thời điểm. Lục Nam trưởng lão hờ hứng nói, Kim Ô cổ tộc, thân là Nam Thương Mang một phương bá chủ. Một vị danh sách ngã xuống, tự nhiên cũng là nhấc lên cực lớn sóng gió. Rất nhiều người nghe được tin tức này, đều cảm thấy chấn kinh, líu lưỡi, không thể tưởng tượng nổi. Mà càng làm người ta giật mình còn tại đằng sau, Kim Ô cổ tộc cự đầu cấp trưởng lão tiến đến vấn trách, cuối cùng lại là không công mà lui.
này triệt để nhấc lên sóng to gió lớn. Phải biết, Kim Ô cổ tộc tại Nam Thương Mang là có tiếng hoành hành bá đạo, nhưng không có lấy lại danh dự. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người mơ màng hết bài này đến bài khác. Chẳng lẽ vị kia khiêu khích Kim Ô cổ tộc, chém giết Lục Thiên Tường cường giả bí ẩn, có cực kỳ thân phận đặc thù lai lịch, không phải vì sao Kim Ô cổ tộc sẽ có cố kỵ đâu. Tin tức này cũng là không hề nghi ngờ truyền đến Nguyệt Hoàng Thế Gia. Dù sao Nguyệt Hoàng Thế Gia đối với Kim Ô cổ tộc nhất cử nhất động đều hết sức quan tâm. Cái kia Lục Thiên Tường vậy mà chết rồi, cũng là chết tốt lắm a. Tại Nguyệt Hoàng Thế Gia một tòa lầu các bên trong, Diệp Vũ chiếm được tin tức này cũng là ngoài ý muốn. Bất quá chuyện này với hắn mà nói là một tin tức tốt, ít nhất thiếu đi một cái phiền toái. Không biết là người nào giết cái kia Lục Thiên Tường, cũng là thay ta giải quyết một cái phiền toái. Như có khả năng, nói không chừng còn có thể cùng vị kia cường giả bí ẩn làm bằng hữu. Diệp Vũ thầm nghĩ đến. Tại Nguyệt Hoàng Thế Gia một chỗ nghị sự đại điện bên trong, bao quát Nguyệt Hoàng Thế Gia gia chủ Mộ Hàm Yên, cùng với Mộ Thường Hy bọn người ở đây. Không có nghĩ đến cái này thời điểm, sẽ có người ra tay, nhằm vào Kim Ô cổ tộc, giết Lục Thiên Tường. Đối ta Nguyệt Hoàng Thế Gia mà nói, cũng xem như chuyện tốt, phân tán một chút Kim Ô cổ tộc lực chú ý. Bất quá tiếp xuống chọn rể, coi như cái kia Lục Cửu Nha tại bế quan tu luyện không ra. Đoán chừng cũng sẽ phái ra thực lực không kém nhân vật, lần này sợ là khó mà chỉ hoãn. Mộ Hàm Yên nói xong, nhìn về phía Mộ Thường Hy. Mộ Thường Hy một bộ xanh nhạt vân thường, bao vây lấy tốt tươi đường cong, dáng người thướt tha, lượn lờ mềm mại, như một tôn nguyệt hạ mỹ nhân, tiên tư xanh ngọc. Nghĩ đến chính mình ưu tú nhất kiều nữ, muốn gả cho Kim Ô cổ tộc, Mộ Hàm Yên đám người, cũng cảm giác trong lòng cảm giác khó chịu. Chương 3109, cửu tuyển cùng U Huyền các cuộc chiến, tân nhiệm cửu tuyển chi chủ tin tức. Càng quan trọng hơn là, như Mộ Thường Hy đi Kim Ô cổ tộc, tất nhiên sẽ bị xem như mở ra nhật nguyệt tế đàn công cụ người. Như nhường Kim Ô cổ tộc, tìm được thang cốc manh mối. Cái kia bộ tộc này, liền thật đem triệt để quật khởi. Đến lúc đó đoán chừng Nguyệt Hoàng Thế Gia xuống tràng, cũng sẽ không so Dương tộc tốt hơn chỗ nào. Mà lại bởi vì, Nguyệt Hoàng Thế Gia nữ tử, phần lớn là khuynh hướng âm thuộc tính thể chất. Cùng Kim Ô cổ tộc bổ sung, kết quả của các nàng sẽ càng thêm không thể tả. Ghê tởm hơn chính là, cái kia Kim Ô cổ tộc vậy mà buông lời, lần này người nào như còn dám nhúng tay. Chính là triệt để cùng Kim Ô cổ tộc là địch. Cứ như vậy, coi như là những cái kia có bối cảnh tuổi trẻ tuấn kiệt, cũng không dám liều lĩnh ra tay. Mộ Hàm Yên nói xong, mặt ngọc cũng là mơ hồ sinh nộ. Mặc dù Mộ Thường Hy mỹ danh tại bên ngoài, ngưỡng mộ nàng thiên kiêu tuấn kiệt cũng rất nhiều. Nhưng Kim Ô cổ tộc buông lời như vậy, không thể nghi ngờ sẽ để cho rất nhiều người kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mộ Hàm Yên ngọc tay nâng trán, cảm thấy rất đau đầu. Mà Mộ Thường Hy, im lặng đứng thẳng, như một tôn mặt trăng tiên tử. Nàng hoàn mỹ tuyệt lệ trên dung nhan, không có quá nhiều biểu lộ. Trước đó, coi như Nguyệt Hoàng Thế Gia, đồng ý nàng gả cho Diệp Vũ, cái kia cũng chỉ là hoãn binh kế sách, Kim Ô cổ tộc đồng dạng sẽ kiếm chuyện. Đối mặt Kim Ô cổ tộc, Diệp Vũ cùng Bụi Trần không có gì khác biệt, cho nên xét đến cùng, cũng là bởi vì Nguyệt Hoàng Thế Gia, không có một cái nào mạnh mẽ đồng minh. Vô pháp chung nhau chia sẻ đến từ Kim Ô cổ tộc áp lực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong điện, bầu không khí ngưng trệ, có chút trầm trọng. Nhưng mà, bất luận Nguyệt Hoàng Thế Gia có nguyện ý hay không, tổ chức lần thứ hai chọn rể đại hội ngày, sắp tới. Mà liền tại Nguyệt Hoàng Thế Gia chiêu thân hội, tại Nam Thương Mang lưu truyền, dẫn tới rất nhiều chú mục lúc. Chẳng biết lúc nào, một cái khác tin tức, lại là trở thành rất nhiều tu sĩ trà dư tử hậu đề tài nói chuyện. Uy, các ngươi có nghe nói hay không qua, liên quan tới cái kia cửu tuyển sự tình. Dĩ nhiên nghe nói, cửu tuyển cùng U Huyền các hai đại sát thủ tổ chức, có thể là chém giết máu chảy thành sông. Kỳ quái, trước đó tại Hoàng Tuyển Đại Đế ngã xuống về sau, cửu tuyển quần long vô thủ, trong trừ vương đấu, không còn đỉnh phong. Làm sao trong khoảng thời gian này, cảm giác giống như là phục đang sống, mà lại trực tiếp liền đối mặt U Huyền Các, đây là muốn giết gà dọa khỉ sao? Tổ chức sát thủ ở giữa giao phong, vốn là hết sức bí ẩn. Thế nhưng hai phe này tổ chức sát thủ, động tĩnh huyên náo quá lớn. Tại rất nhiều giới vực, đều có hai phe sát thủ tại chém giết lẫn nhau. Có thể nói là nghĩ không làm cho chú mục đều không được. Căn cứ gần nhất tình huống đến xem, U Huyền các đại bại a, sợ là không lâu liền có thể bị cửu tuyển xóa tên. Chết gầy lạc đà lạc so ngựa lớn, không nghĩ tới cửu tuyển lại còn có năng lực như vậy cùng nội tình. Đúng rồi, ta ngược lại thật ra nghe được một cái tin tức ngầm, sở dĩ cửu tuyển chư vương lại lần nữa liên hợp. Nghe nói là có người nhường chư vương thần phục, thống hợp cửu tuyển, trở thành tân nhiệm cửu tuyển chi chủ. Cái gì? Mới cửu tuyển chi chủ xuất hiện? Đúng vậy a, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, như cửu tuyển có thể triệt để hủy diệt U Huyền Các,
cái kia danh tiếng kia sẽ lại lần nữa quật khởi. Tại Nam Thương Mang, ngoại trừ Nguyệt Hoàng Thế Gia chọn rể, chính là hai đại sát thủ tổ chức chém giết tin tức lưu truyền phổ biến nhất. Đặc biệt là tân nhiệm cửu tuyển chi chủ xuất hiện, làm cho rất nhiều người đều hiếu kỳ, lòng có suy đoán. Đến tột cùng là hạng gì xuất chúng nhân vật, mới có thể để cho cửu tuyển vài vị vương, cam nguyện thần phục, thậm chí có người hoài nghi, có phải hay không là vị nào thần bí đại lão ra tay, nhất thống cửu tuyển. Liền tại bên ngoài các phương ngờ vực vô căn cứ thời khắc. Tại Nam Thương Mang, một chỗ cổ giới bên trong. Này một giới, tại Nam Thương Mang vô số chư giới bên trong, cũng không tính quá mức thu hút, lộ ra rất là bình thường. Mà bây giờ, tại đây một giới, thậm chí chung quanh mấy phương đại giới. Khắp nơi đều là mênh mông chiến đấu gợn sóng. Cùng với hò hét, sát phạt thanh âm. Bởi vì tại đây nhìn như bình thường một giới bên trong, kỳ thật bên trong còn cất giấu một phương thế giới. Đây cũng là cái kia U Huyền các đại bản doanh. Giờ phút này, tại đây một giới bên trong, cửu tuyển sát thủ, cùng U Huyền các sát thủ, tại các nơi chém giết, ba động khủng bố không ngừng bùng nổ, thiên ngoại đủ loại tinh thần đều rơi xuống phía dưới. Lít nhà lít nhít cổ chiến thuyền buông xuống giới này, đều là cửu tuyển binh mã. Cửu tuyển tại đỉnh phong thời kỳ, có thể nói làm người nghe tin đã sợ mất mật. Ngoại trừ bá tộc loại kia đẳng cấp thế lực bên ngoài, cho dù là trăm cường chủng tộc bài danh 10 vị trí đầu đại tộc, đều đối cửu tuyển có chút kiêng kỵ. Mà về sau, cửu tuyển mặc dù đã trải qua suy sụp kỳ, nhưng Xích Vương, Thanh Vương, Lam Vương, Tử Vương bốn người dưới trướng cũng là có lưu số lớn cửu tuyển sát thủ thích khách, binh mã tài nguyên các loại. Bây giờ binh mã lực lượng thống hợp lại cũng là một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng. Cùng U Huyền các đại chiến, kỳ thật liền là một trận mênh mông bất hủ chiến. Liền ở ngoại vi chém giết thảm liệt thời điểm, tại đây chỗ giới vực bên trong, thâm tàng thế giới cũng là bị công phá, mở ra cửa vào. Này thâm tàng thế giới lộ ra rất tối tăm, mây đen lượn quanh. Có vô số đen kịt cung điện trôi nổi trong đó, có cổ nhạc thần sơn đứng vững kéo dài. Nguyên bản đây là một chỗ u lãnh bên trong mang theo tĩnh lặng nơi trốn. Thế nhưng giờ phút này, lại là huyên náo tiếng sát phạt nổi lên bốn phía, đánh vỡ mây tầng. Đại địa khắp nơi đều là phá toái vết rách, như cùng một cái đầu tung hoành khe nứt lớn. Máu tươi đem đen kịt thổ địa đều nhuộm đỏ. Nơi này, chính là U Huyền các chân chính giấu giếm đại bản doanh. Bây giờ bị cửu tuyển nhân mã công phá. Tại trong hư không, quân Tiêu Giao Minh vương thân, một bộ như mực huyền y, tóc trắng khẽ nhét, trên mặt mang theo mặt nạ quỷ. Ở bên cạnh hắn, đứng đấy Dạ Đồng cùng Tử Uyển hai nữ. Đến mức Xích Vương, Thanh Vương, Lam Vương ba người, thì ra tay, sát nhập vào mảnh thế giới này chỗ sâu nhất. Này U Huyền các nội tình cũng là còn có thể, nhưng cũng không cải biến được mảy may kết cục. Quân Tiêu Giao đánh giá cái kia nhuốm máu chiến trường, ánh mắt như không hề bận tâm. Lúc này, tại phương thế giới này chỗ sâu, có mênh mông pháp tắc gợn sóng bao phủ ra, phát ra như kinh lôi vang vọng. Đi thôi, trận chiến này không sai biệt lắm nên kết thúc. Quân Tiêu Giao chắp tay, cùng hai nữ trốn vào chỗ sâu. Tại phương thế giới này chỗ sâu, rất nhiều cung điện tàn phá sụp đổ. Một tòa tòa nguyên bản trôi nổi tại trong hư không đảo lớn, tựa như một phương phương đại lục, rơi xuống phía dưới. Nơi này là kinh khủng nhất chiến trường, là đế cảnh cường giả ở giữa giao phong sân khấu. Mà tại đây trong chiến đấu, một vị thân mang áo bào đen, trên mặt có răng khắp nơi vết sẹo nam tử trung niên, quát lạnh nói. Xích Vương, Lam Vương, Thanh Vương, các ngươi cửu tuyển, làm thật muốn cùng ta U Huyền Các, không chết không thôi. Vị này áo bào đen mặt sẹo nam tử, chính là U Huyền Các chủ. Ở bên cạnh hắn, còn có vài vị U Huyền Các đỉnh cấp hộ pháp, giờ phút này cũng là trên người có thương, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chăm chú mấy vương. A, U Huyền Các chủ, hiện tại ngươi nói loại lời này, không cảm thấy buồn cười không? Lam Vương Lam Tuyệt, một thân lam sam, trong tay nắm lấy một cái quạt xếp, giờ phút này khẽ cười một tiếng, nhìn qua phong độ nhẹ nhàng, giống như là trong thế tục một vị người đọc sách. Nhưng mới vừa, chết ở trong tay hắn U Huyền các cường giả cũng không ít, Lam Tuyệt, mặc dù là đã từng trưởng quản cửu tuyển rất nhiều sự vụ quản gia hình nhân vật. Nhưng cảnh giới của hắn chiến lực, cũng là không thể khinh thường. U Huyền các chủ lạnh lùng nói, trước đó chúng ta hai phe thế lực tuy có ma sát xung đột, nhưng cũng cực hạn tại một cái phạm vi bên trong. Bây giờ, các ngươi là thật muốn điểm cái ngươi chết ta sống sao? Chương 3110, Thái Cổ thứ tư sát trận, hủy diệt U Huyền Các. Nói thật, U Huyền Các chủ cũng không nghĩ tới. Cửu tuyển ra tay động tác sẽ nhanh như vậy. Càng không nghĩ đến, sẽ có một vị thần bí tồn tại, nhất thống cửu tuyển chư vương. Bọn hắn U Huyền Các, hoàn toàn bị đánh một trở tay không kịp. Không có nói trước chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên, bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, cũng ngăn không được khí thế hung hăng cửu tuyển. Trừ phi sau lưng chỗ dựa thế lực ra tay. Nhưng cửu U thần điện,
chẳng qua là ở sau lưng, nâng đỡ U Huyền Các một thanh, quan hệ cũng không tính là vô cùng chặt chẽ. Nói một cách khác, Cửu U Thần Điện, chẳng qua là U Huyền Các người đầu tư U Huyền Các chức trách, thì là giám sát Cửu Tuyền, có bất kỳ liên quan tới Cửu Tuyền, thậm chí tử thư manh mối, đều phải hướng Cửu U Thần Điện hồi báo. Chẳng qua là lần này, Cửu Tuyền ra tay quyết định nhanh chóng, quá mức đột nhiên, đơn giản liền là tiến công chớp nhoáng. Các ngươi không sợ ta U Huyền Các, chẳng lẽ liền không sợ Cửu U Thần Điện? U Huyền Các đều bị đánh đến đại bản doanh, bọn hắn bại cục đã định trước. Trước đó, sở dĩ hai phe thế lực có thể bảo trì trình độ nhất định cân bằng. Chỉ là bởi vì mấy vương không có liên hợp lại, mà lại lẫn nhau cũng sẽ không nghe đối phương chỉ huy. Mặt khác, đối với Cửu U Thần Điện, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút cố kỵ. Nhưng bây giờ, theo quân Tiêu Dao thống hợp Cửu Tuyền, còn có Hắc Vương cũng hiện thế. Vậy bọn hắn liền đương nhiên sẽ không cố kỵ cái gì. Cùng hắn xé ra hổ kéo dài cờ, không bằng trước lo lắng một thoáng chính các ngươi. Lam Tuyệt trong tay quạt xếp vung lên, có sắc bén pháp tắc hiển hiện. U Huyền Các chủ hừ lạnh một tiếng. Cửu Tuyền mặc dù cường thế, nhưng bọn hắn cũng không phải cái thớt gỗ bên trên thịt cá. Hắn một chân dẫm một cái. Toàn bộ địa vực có rất nhiều phức tạp cổ lão trận văn nổi lên. Đồng thời nương theo lấy không có gì sánh kịp huyết kiếp giết sạch. Giữa thiên địa, phảng phất trong nháy mắt một mảnh sơ xác tiêu điều, có huyết vũ tại nổi linh. Đây là Xích Vương Xích Huyền Liệt, cầm trong tay một thanh xích viêm đại đao. Mặc dù dùng tu vi của hắn, đều là khẽ nhíu mày. Thái cổ thứ tư sát trận. Lam Tuyệt đánh giá liếc mắt trận pháp này. Tại bốn nơi hẻo lánh, có U Huyền Các bốn vị hộ pháp, riêng phần mình cầm giữ một phương trận pháp. Không thể sánh ngang huyết kiếp sát trận nổi lên. Chính là thái cổ thứ tư sát trận. Bất quá, nhìn qua tựa hồ cũng không phải là hoàn chỉnh, chỉ có bộ phận trận văn. Thái cổ sát trận, căn cứ bố trí tài liệu, cùng với bày trận người tu vi đẳng cấp, uy lực của nó, sẽ hiện lên chỉ số hình tăng vọt. Dùng U Huyền Các nội tình, mặc dù chỉ có bộ phận thái cổ thứ tư sát trận, nhưng cũng có thể phát huy ra thái cổ sát trận uy lực kinh khủng. Xem ra là Cửu U Thần Điện cho các ngươi trận đồ. Lam Tuyệt nói U Huyền Các chủ không có trả lời U Huyền Các hộ pháp, thôi động thái cổ thứ tư sát trận, bao phủ thiên địa. Toàn bộ càn khôn, đều dẫn động sát kiếp. Cửu Tuyền Chư Vương thực lực rất không yếu, U Huyền Các cũng không có khả năng hy vọng, dựa vào sát trận, liền có thể hoàn toàn đem mấy vương chấn giết trong đó. Nhưng chỉ cần có thể áp chế bọn hắn thực lực, liền có thể sáng tạo cơ hội. Nhưng chưa kịp U Huyền Các bay lên hy vọng. Hưu, một đạo đen kịt ánh sáng, trực tiếp là phá vỡ trận pháp, đó là một thanh đen kịt dao găm, lạnh lẽo âm trầm. Nhìn qua hết sức bình thường, lại phảng phất có thể xé rách bầu trời, chia cắt càn khôn. Làm thấy cây chùy thủ này lúc, U Huyền Các chủ đồng lỗ bỗng nhiên co rụt lại. Ánh mắt bên trong, đều là mang theo một vệt không che giấu được rung động. Bởi vì chùy thủ này chủ nhân là Cửu Tuyền bên trong, đã từng Hoàng Tuyền Đại Đế tay trái tay phải một trong. Vì Cửu Tuyền, gạt bỏ không biết nhiều ít cường địch cùng đối thủ. Hư không bên trong, một vị áo bào đen nữ tử, giống như quỷ mị hiển hiện. Da thịt cực trắng, khuôn mặt cực đẹp, như là một tôn hắc ám nữ thần. Trên thân ngưng tụ từng mảnh hắc giáp, bao trùm tại trắng men da thịt mặt ngoài. Bất quá, chỉ có tại quân Tiêu Dao trước mặt, nàng mới có thể chỉ lấy thiếp thân hắc giáp, nổi bật ra linh lung tư thái cùng đường cong. Tại bên ngoài lúc, trên người nàng lũng lấy một kiện màu đen áo choàng, đem uyển chuyển đường cong che lấp. Làm thấy Dạ Đồng lúc, U Huyền Các chủ rốt cục nhịn không được nói. Làm sao có thể, Hắc Vương, ngươi lại còn sống sót. U Huyền Các chủ tiếng nói đều hơi hơi phát run, mang theo một tia hồi hộp. Đây tuyệt đối là một cái cực vì tin tức trọng yếu, cần báo cáo Cửu U Thần Điện. Dù sao trước đó, tất cả mọi người coi là, Hắc Vương sớm đã ngã xuống. U Huyền Các chủ sắc mặt trầm ngưng, che lấp tại tay áo hạ thủ. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện một cái ngọc giản. Lúc này, một đạo đạo mạc chi âm vang lên. Thế nào, muốn thông qua một chút thủ đoạn cho Cửu U Thần Điện đưa tin à? Các ngươi không khỏi ngây thơ. Quân Tiêu Dao cùng Tử Uyển thân ảnh cũng là nổi lên. Quân Tiêu Dao làm việc, mặc dù quả quyết, nhưng cũng chu toàn kín đáo. Tại khóa chặt U Huyền Các hang ổ trước, hắn sớm đã nhường mấy vương, bố trí xuống thiên la địa võng, đem chung quanh chư giới đều tạm thời ngăn cách. Tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Ngươi chính là vị kia Cửu Tuyền chi chủ. U Huyền Các chủ, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao. Nếu như nói đối mặt Xích Vương, Lam Vương, Thanh Vương đám người, hắn U Huyền Các, tăng thêm thái cổ thứ tư sát trận, còn có chống cự chu toàn chỗ trống. Như vậy, làm Hắc Vương Dạ Đồng xuất hiện lúc U Huyền Các chủ liền biết, hôm nay, bọn hắn giữ nhiều lành ít. Hắn hiện tại, nhìn không ra Dạ Đồng mánh khóe. Cũng không rõ ràng, nàng có hay không cùng đã từng đỉnh phong thời kỳ thực lực tương đương. Nhưng bất luận như thế nào, hắn là tuyệt đối vô pháp chống lại.
Nghĩ tới đây, U Huyền các chủ cũng là nhìn xem Quân Tiêu Dao. Hắn bỗng nhiên cười một tiếng nói, ha ha, thật sự là hài hước. Cửu Tuyền vậy mà đã luân lạc tới tình cảnh như vậy sao? Không quan trọng một cái đế cảnh, liền có thể trở thành Cửu Tuyền chi chủ, để cho các ngươi thần phục. Nghe nói như thế, cái kia vừa xuất ra gọt đi một nửa tượng gỗ con rối, chuẩn bị tiếp tục gọt dạ đồng, nắm dao găm tay bỗng nhiên vừa dùng lực. Tượng gỗ con rối đầu bay mất, cặp kia lạnh lẽo âm trầm, thâm thúy như vũ trụ đạm mạc con ngươi, như là nhìn chằm chằm người chết, nhìn chằm chằm U Huyền các chủ. U Huyền các chủ lập tức cảm giác như đọa hầm băng. Quân Tiêu Dao cũng là không có để ý. Hoàn toàn chính xác, ta chẳng qua là không quan trọng đế cảnh, cũng chẳng qua là có thể diệt một cái nho nhỏ U Huyền các, giết gà dọa khỉ mà thôi. Quân Tiêu Dao lắc đầu, bổ sung ba chữ, kết thúc đi. Chuyện kế tiếp, Quân Tiêu Dao không để ý đến U Huyền các kết cục, tự nhiên không cần nhiều lời. Nếu là không có Cửu U Thần Điện đầu tư, bọn hắn thậm chí đều khó có khả năng trở thành một con ngựa ô. Trận này thật lớn tổ chức sát thủ cuộc chiến, rất nhanh liền kết thúc. Dạ đế đại nhân, U Huyền các mặc dù hủy diệt, nhưng này nhất định sẽ kinh động Cửu U Thần Điện. Nếu là tương lai Cửu U Thần Điện người tới, Tử Uyển nói. Quân Tiêu Dao liền nói, Cửu U Thần Điện chẳng qua là coi U Huyền các là chế tác cỗ lợi dụng. Bọn hắn sẽ không quá để bụng, đến mức về sau nếu là người tới, cũng không cần e ngại. Quân Tiêu Dao không sợ bất kỳ thế lực nào. Hắn họ, liền là thế gian này thế lực lớn nhất. Tử Uyển nghe, cũng là âm thầm giật mình. Vị này lai lịch bí ẩn dạ đế đại nhân, chẳng lẽ sau lưng còn có thế lực khác, nhưng, cho dù là lưng tựa bất hủ thế lực, cũng không có khả năng bỏ qua thiên đình, chín đại thần điện một trong Cửu U Thần Điện A. Trừ phi, lưng tựa thế lực có thể so với thập bá tộc cấp bậc. Tử Uyển hết sức thức thời, không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Quân Tiêu Dao nói, các ngươi không cần lo lắng những thứ này. Trước mắt, các ngươi phải làm, liền là đem U Huyền các nội tình, hoàn toàn tiêu hóa, sau đó tiếp tục lớn mạnh Cửu Tuyền. Ta không cần một cái không cường thịnh tổ chức sát thủ. Đúng, Tử Uyển chắc chắn tận tâm tận lực, hoàn thành dạ đế đại nhân nhắc nhở. Tử Uyển trịnh trọng nói, nàng có loại dự cảm. Nói không chừng tương lai, Cửu Tuyền thật lại ở Quân Tiêu Dao dẫn đầu xuống. Thành là chân chính thương mang đệ nhất sát thủ tổ chức, trong bóng tối vương giả.